chương 481. Đám người Khương Tư Nam cùng đám người Thiên Cương Đồng Tử, cơ hồ ở trong nháy mắt liên hiệp, nhất trí đối kháng ngũ hành Thánh Tông. Ngũ hành Thánh Tông quá cường đại, 108 diệt thần vệ tạo thành ngũ hành luân hội đại trận, phong thiên tuyệt địa, sát cơ tràn ngập, muốn đánh chết toàn bộ bọn chúng. Âm âm. Thương khung chấn động, trên hư không ti chấp đang vào, hào quang sáng chói mà tràn ngập sát cơ, phương viên vạn trượng gió nổi mây phun, đại hải gào thét phản phất như cảnh tượng tận thế xuất hiện. Dết. Tất cả diệt thần vệ gào thét một tiếng, thanh âm lạnh như băng không có một tia cảm tình, trường thương màu đen trong tay giơ lên, hào quang rét lạnh đang vào, lập tức đánh về phía trước, như 108 con hát giao lông, ngất trời phúc hải, đánh về phía mọi người trung ương nhất. Ngũ hành luân hồi đại trận chính là một loại chiến trận chí cường của ngũ hành thánh tông, 108 người dựa theo xu thế chu thiên ngưng tụ, phong tuyệt thiên địa ở trong trận pháp hóa thành ngũ hành hỗn độn chi địa, hiện ra luân hồi sát cơ, vô cùng cường đại. Phải biết rằng, không gian chính là cấm kỵ chi lực, cực kỳ thần bí, chỉ có đến vương thiên cảnh, mới tham ngộ ảo diệu, nhưng mà ngũ hành luân hồi đại trận bất quá là linh trận cửu phẩm, có thể diễn biến không gian chi lực, phát huy ra uy lực cực kỳ khủng bố. 108 diệt thần vệ vây công về phía trung ương nhất, ở dưới trận pháp diễn biến, tạo thành năm chân long cực lớn, phân hiện lên ngũ sắc quanh quẩn lấy hào quang mịt mờ, phản phất như ở trong hỗn độn ghé qua. Âm âm. Chỉ trong nháy mắt, bảy tám ma đầu vừa nhào tới đã bị chân long thiết cắt, thân hình lập tức nổ tung, huyết nhục bay tứ tung, không có chút lực chống cự. Mà huyết hải nguyên thần của thiên cương đồng tử phóng thích huyết hải thần quang, bắn lên năm chân lông, bao quanh rung động, đuôi rộng quét qua, vỗ vào trên người thiên cương đồng tử, để cho hắn khí huyết phiêu cổn, sắc mặt hơi có chút trắng bệch năm chân lông này thực lực đã đạt đến thông thiên cảnh, quả nhiên là vô cùng cường đại. Mọi người cẩn thận, ta không tin ngũ hành luân hồi đại trận này không có bất kỳ sơ hở, giết diệt thần vệ cho ta. Bên người thiên cương đồng tử, chỉ còn lại có mười ma đầu, mỗi một cái đều kinh hoàng thất thố, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Dùng tình hình bây giờ đến xem, căn bản không cần ngũ đức chân nhân ra tay, chỉ bằng vào ngũ hành luân hồi đại trận là có thể nghiền ép mọi người một bên khác băng phách thần quang kiếm trong tay long ngưng tuyết hào quang sáng chói kiếm quan màu xanh da trời ở trong hư không tung hoành thân hình phiêu nhiên nhi khởi cùng chân long chống lại bảo hộ đám người khương tư nam ở sau lưng kiếm quan trảm lên người chân long hỏa tinh bắn ra bốn phía quan vũ bay tán loạn a à. bỗng nhiên một tiếng hét thảm truyền đến hoa tuấn đứng ở bên cạnh liễu dung dung vậy mà không cẩn thận bị một đạo thần quang xoáy lên sau đó chân long mở ra miệng máu bị cắn thành hai đoạn, huyết nhục mơ hồ, ánh mắt Hoa Tuấn vẫn đang mang theo thần sắc vô cùng hoảng sợ, trực tiếp liền tắt thở. Mọi người cẩn thận. Long ngưng tuyết biến sắc, thân hình đột nhiên bắn trở lại, không hề chống lại trận pháp chân long, cầm kiếm bảo vệ ở trước người Khương Tư Nam, Liễu Dung Dung cùng nghiêm phong. Sắc mặt Liễu Dung Dung tái nhợt, tràn đầy bất lực, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu, lôi kéo quần áo cơ long ngưng tuyết, phản phất như người chết đuối bắt được một cây cỏ cứu mạng long sư tỷ làm sao bây giờ nhanh cầu cứu trưởng lão tông môn a người ngũ hành thánh tông thật không ngờ vô sĩ chúng ta căn bản không phải đối thủ tiếp tục như vậy chúng ta đều phải chết ở chỗ này long ngưng tuyết lắc đầu nói hết cách rồi ngũ hành luân hồi đại trận phong tuyệt thiên địa ở đây tạo thành trận pháp không gian linh phù truyền tin căn bản truyền không ra tin tức hôm nay biện pháp duy nhất chính là phải phá trận nếu không dù thời gian ngắn có thể ngăn được năm trận pháp chân long nhưng mà dùng không được bao lâu, chúng ta sẽ kiệt lực mà vong. Phá trận. Phá trận. Đúng rồi, Khương Sư Đệ ngươi đã nhận được dịch thái thượng trưởng lão chân truyền, ngũ hành luân hồi đại trận này ngươi có thể phá hay không? Liễu Dung Dung chờ mong nhìn Khương Tư Nam hỏi. Long Ngưng Tuyết cũng không khỏi nhìn hắn một cái, trong nội tâm khẽ động, nói không chừng Khương Tư Nam thật đúng là có thể sáng tạo kỳ tích. Giờ phút này Khương Tư Nam đang quan sát phiến trận pháp không gian này, con người hắn trong trẻo, phản phất như có phù văn huyền ảo lập lòe, thoạt nhìn cực kỳ thần bí, như có tinh thần vô tận đang lóe lên, có một loại chấn động khám phá vô căn cứ. Hải vực này phản phất như một không gian kỳ dị, bị hạn chế ở trong phương viên vạn trường, nước biển mãnh liệt gào thét, sương mù tràn ngập, vô cùng lờ mờ, phản phất như một mảnh hung thần chi địa, chỉ có năm trận pháp chân long ở trên hư không gào thét, công dết về phía thiên cương đồng tử cùng long ngưng tuyết năm trận pháp chân long này trông rất sống động phân biệt đại biểu ngũ hành thuộc tính như năm đạo thông thiên thần quan có được thần uy lớn lao tuy chiến lực của thiên cương đồng tử cùng long ngưng tuyết bất phàm nhưng mà lập tức liền bị áp chế ở vào hạ phong tràn đầy nguy cơ hơn nữa long ngưng tuyết còn phải bảo vệ ba người khương tư nam ở sau lưng càng thêm cố hết sức dù kiếm quan sáng chói phóng thích vô lượng thần mang thái thượng vong tình đạo dung nhập thiên tâm thiên đạo chiến lực phát huy đến cực hạn nhưng vẫn ngăn không được. Nói cho cùng, Long Ngưng Tuyết bất quá là anh thiên cảnh, căn bản không có cô động ra nguyên thần. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, chậm rãi nói. Tuy uy lực của ngũ hành luân hồi đại trận này bất phàm, nhưng cuối cùng chỉ là linh trận cửu phẩm, nếu có thể tìm được mắt trận phá hủy, khẳng định có thể phá trận, cho ta chút thời gian, ta nhất định có thể tìm được mắt trận. Trong đôi mắt lông ngưng tuyết lộ ra một tia dị sắc, không chút do dự gật đầu nói. Ta tin tưởng ngươi, ta sẽ tận lực ngăn chặn, không để cho chúng ảnh hưởng đến ngươi." Trong nội tâm Khương Tư Nam ấm áp, không nghĩ tới Long Ngưng Tuyết tin tưởng mình như vậy, nàng không nghi ngờ chút nào, vì sao một thiếu niên pháp thiên cảnh có thể phá giải trận pháp ngay cả đại năng thông thiên cảnh cũng không thể phá giải, linh trận cửu phẩm tuy cũng không tính cường đại, nhưng mà ngũ hành luân hồi đại trận sau là linh trận cửu phẩm đơn giản. Sư tỷ có thể gọi Thiên Cương đồng tử tới hai người cùng một chỗ ngăn cản có lẽ sẽ nhẹ nhõm một chút ta tin tưởng giờ phút này nếu hắn biết có hy vọng phá trận khẳng định nguyện ý giúp chúng ta khương tư nam mỉm cười sau khi nói xong liền khoanh chân ngồi xuống oanh ba trận pháp chân lông thân hình mấy ngàn trượng tản ra sát khí khủng bố đồng thời dết lên mười ma đầu cuối cùng bên cạnh thiên cương đồng tử căn bản ngăn không nổi lập tức kêu thảm một tiếng nổ thành một mảnh huyết vụ coi như là thiên cương đồng tử cũng rất chật vật sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt hắn bỗng nhiên khẽ động, đã nghe được Long Ngưng Tuyết truyền âm, cũng nhìn thấy Khương Tư Nam ngồi khoanh chân bên người Long Ngưng Tuyết, chần chờ một chút, nhưng mà cuối cùng nhất vẫn bay tới. Ngũ hành luân hồi đại trận này quá kinh khủng, năm trận pháp chân long chiến lực đều vượt qua đại năng thông thiên cảnh, tiếp tục nữa chúng ta đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên ta chỉ có thể đánh cuộc một lần, lựa chọn tin tưởng các ngươi. Bất quá, Ngươi xác định tiểu tử này có thế phá vỡ ngũ hành luân hồi đại trận. Trên đỉnh đầu thiên cương đồng tử có một gốc ngọc phiến ống ánh lập lòe, ở trong huyết hải nguyên thần chìm nổi, vừa đối kháng trận pháp chân long, vừa nói. Long ngưng tuyết cầm băng phách thần quan kiếm, phong hoa tuyệt đại, vẫy dài bồng bềnh, toàn thân lóe ra bảo huy ống ánh, kiếm quan sông lên trời, phát ra tiếng long ngâm, đánh về phía năm trận pháp chân long. Nàng không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói một câu ta tin tưởng hắn. Sắc mặt thiên cương đồng tử biến ảo, giờ phút này thủ hạ của mình toàn bộ đều chết hết, hắn cũng là thế hệ tâm tư quả quyết, đã quyết định liền không do dự nữa, cùng Long ngưng tuyết chung một chỗ độc kháng ngũ đại trận pháp chân Long, không cầu có thế phá trận, chỉ cầu có thể kéo dài thời gian. Phiến hư không này hào quang sáng chói, điện mang đang vào, đại hải gào thét mãnh liệt, bốn phía tất cả đều là sương mù mịt mờ, hỗn hỗn độn độn, chỉ có năm trận pháp chân long phát ra tiếng long ngâm, còn có sát khí ngập trời. Hà U, Chu Thanh còn có ngũ đức chân nhân đứng ở bên ngoài ngũ hành luân hồi đại trận, không có ra tay, nhìn xem tình hình trong đại trận, trên mặt lộ ra cười lạnh. Kim Đức sư thúc, đạo binh của ngũ hành thánh tông chúng ta quá mạnh mẽ, 108 diệt thần vệ vậy mà có thể bộc phát ra lực lượng cường đại như thế, lúc này mới trong nháy mắt cũng đã chém giết nhiều người như vậy, những người còn lại chỉ là ngoan cố chống cự mà thôi. Chu Thanh khẽ cười nói, con mắt nhìn chầm chầm vào liễu dung dung trong đại trận, tràn đầy vẻ dâm tà. Liễu dung dung kia không tệ, bắt sống cho ta. Kim Đức chân nhân cười nhạt một tiếng. Chu Thanh, diệt thần vệ này vốn là lực lượng che giấu của ngũ hành thánh tông ta, là thái thượng trưởng lão cầu trưởng giáo chân nhân, mới có thể phái ra 108 diệt thần vệ, vì chính là bảo vệ ngươi, hôm nay xem ra thật đúng là có chút chuyện bé xé ra to, không cần chúng ta ra tay, những người này cũng chết chắc rồi. Đúng a, à, thật không rõ Khương Tư Nam kia bất quá là Pháp Thiên Cảnh Hậu Kỳ, sao đệ nhất thánh sẽ kiên kỵ như vậy, hận không thể muốn lấy tánh mạng hắn, tiểu tử này không có gì kỳ lạ quý hiếm nha, bất quá là con sâu cái kiến mà thôi. Hạ U cũng vừa cười vừa nói, phản phất như đã thấy được Khương Tư Nam bị bắt lại quỳ ở trước mặt mình cầu xin tha thứ. Lúc ấy ở thế giới dưới lòng đất, Hạ U cùng một ít đệ tử vì ngăn cản tịch diệt thái tử, đã từng thi triển qua, nhưng mà lúc ấy nhân số quá ít, hơn nữa lực lượng bất quá là pháp thiên cảnh Phát huy ra lực lượng căn bản chưa đủ một phần trăm Bởi vậy mới bị tịch diệt thái tử phá Cuối cùng chỉ có hắn và Chu Thanh trốn thoát Mà ngũ hành luân hồi đại trận trước mắt Tạo thành luân hồi không gian Phong tuyệt thiên địa Năm trận pháp chân long bộc phát ra lực lượng rất mạnh Căn bản không phải những người này có khả năng phá vỡ Mà giờ khắc này Khương Tư Nam khoanh chân mà ngồi Ánh mắt trừng rực, lộ ra thần mang nhàn nhạt, có phụ văn thần bí đang lóe lên hắn dùng vạn thần thông viên mãn làm căn cơ, ngưng tụ kim đan thập phẩm, chẳng những tu vi thực lực tăng nhiều, ngay cả đối với trận pháp lĩnh ngộ cũng đột nhiên tăng mạnh. Dù sao đại đạo ba nghìn, trăm sông đổ về một biển, thần thông đạo pháp cũng là một loại thể hiện của thiên địa đại đạo, cùng trận pháp chi lực có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Khương Tư Nam tìm hiểu vạn đạo thần thông viên mãn, cũng gián tiếp tìm hiểu thiên địa tạo hóa chi lực, lĩnh ngộ trận pháp có xuất tiến rất mạnh. Bây giờ đối với Khương Tư Nam mà nói, dưới linh trận cửu phẩm cũng không phải vấn đề gì, mà ngũ hành luân hồi đại trận trước mắt không phải linh trận cửu phẩm bình thường, vậy mà diễn biến ra trận pháp không gian chỉ linh trận vương phẩm mới có thể xuất hiện, cần hắn tốn hao một ít thời gian đi tìm những mắt trận che giấu kia. Tiểu tử, tuy ngũ hành luân hồi đại trận này huyền diệu, nhưng mà dù sao vẫn chỉ là linh trận cửu phẩm, tuy ta đối với trận pháp nhất đạo nghiên cứu không sâu, nhưng mà trong mắt ta Ngươi không cần phải nghĩ nó phức tạp như vậy, linh trận cửu phẩm liền là linh trận cửu phẩm, dù tạo thành trận pháp không gian, có chút sơ hở nó còn không cách nào hoàn toàn che giấu, chỉ có thể mê hoặc ánh mắt của ngươi." Thanh âm của Long Hoàng ở đáy lòng của Khương Tư Nam vang lên. Ánh mắt của Khương Tư Nam sáng ngời, lập tức lên tiếng nói. "Ngươi nói là?" Hắn phản phất như hiểu ra cái gì, dứt khoát nhắm mắt lại, lực lượng thần hồn khổng lồ như nước phóng xạ ra cẩn thận điều tra trận pháp không gian long hoàng nói không sai tuy ngũ hành luân hồi đại trận rất huyền diệu tạo thành trận pháp không gian nhưng mà loại trận pháp không gian này cũng không phải chân chính tồn tại nói cho cùng chỉ là một loại bán thành phẩm có nhiều thành phần mê hoặc ở bên trong khương tư nam muốn từ phương diện trận pháp không gian ra tay liền bị nó cuốn vào cho nên hắn trực tiếp dùng lực lượng thần hồn dò xét từ căn bản của linh trận cửu phẩm tìm kiếm sơ hở thần hồn của Khương Tư Nam vô cùng khổng lồ, như tinh hà mênh mông, viễn siêu cường giả anh thiên cảnh, ở dưới cảm giác của hắn, ngũ hành luân hồi đại trận mịt mờ bắt đầu tiêu tán, 108 diệt thần vệ hiện ra, bọn hắn tầm đó pháp lực cấu kết, bước cương đạp đấu, tay cầm chiến thương màu đen, trên thân thể hiện ra phù văn huyền ảo. Phù văn đang vào, đảo loạn thiên địa quy tắc, lấy ra ngũ hành chi lực bản nguyên nhất, diễn biến ra ngũ hành sát cơ, chính là năm trận pháp chân lông mà ở trong 108 người, rõ ràng có bốn người không giống, ở trung, giữ vững trận pháp vận chuyển, rõ ràng là mắt trận của ngũ hành luân hồi đại trận. Nguyên lai là bọn hắn. Ánh mắt của Khương Tư Năm lóe lên, lộ ra tí ti tinh quang. Nhưng mà sắc mặt hắn lại không có một chút biểu lộ, bởi vì bên ngoài ngũ đức chân nhân đang nhìn chăm chú lên tình hình nơi này, hắn không muốn bị bọn hắn nhìn ra không đúng gì. Khương Tư Nam âm thầm truyền âm cho thiên cương đồng tử cùng Long Ngưng Tuyết đang kiệt lực ngăn cản, cơ hội tràn đầy nguy cơ. Sư tỷ, thiên cương đồng tử, trên mặt hai người các ngươi không cần có bất luận biểu lộ gì, ta đã tìm được mắt trận, một hồi nghe ta hiệu lệnh. Trong nội tâm thiên cương đồng tử chấn động, không nghĩ tới tiểu tử này quả thật có chút bất phàm, thậm chí ngay cả mắt trận của ngũ hành luân hồi đại trận cũng có thể tìm được, nội tâm cuồng hỉ không thôi, nhưng mà trên mặt lại không đổi sắc thúc giục ngọc phiến trên đỉnh đầu, phóng ra huyết quang óng ánh, ngăn cản trận pháp chân long công kích. Long ngưng tuyết vốn là một tòa băng sơn, tự nhiên sẽ không có biểu lộ gì. Thiên cương đồng tử, ngươi toàn lực công giết hư không ở phía tây 108 trượng cùng phương bắc 359 trượng, sư tỷ toàn lực công giết phía nam 130 trượng cùng phương đông 729 trượng, tốc độ phải nhanh. Khương Tư Nam vô cùng lo lắng truyền đến, hơn nữa hắn không cần suy nghĩ, lôi kéo nghiêm phong cùng liễu dung dung về phía đông cấp tốc lao đi oanh thiên cương đồng tử cùng long ngưng tuyết lập tức liền bạo phát pháp lực toàn thân vô cùng cùng bạo mang tất cả tứ phương đẩy ra trận pháp chân long công dết lao về phía khương tư nam nói lập tức phân hóa kiếm quan hung hăng oanh lên sư tỷ nhanh theo ta đi nghe được thanh âm của khương tư nam long ngưng tuyết không cần suy nghĩ cực tốc đi theo âm âm Bốn phương vị này đúng là mắt trận của ngũ hành luân hồi đại trận, nhưng mà mắt trận biến ảo vô hình, thoáng qua tức thì, Khương Tư Nam cũng bắt được thời cơ tốt nhất, thiên cương đồng tử cùng long ngưng tuyết cũng không có chút chần chờ, đây hết thảy đều ở trong nháy mắt hoàn thành, thương khung chấn động, nước biển nổ tung, bốn phương vị huyết nhục bay tứ tung, bốn diệt thần vệ đồng thời từ trong hư không hiện thân, thân thể bạo toái, hồn phi phách tán. Mà toàn bộ luân hồi không gian bỗng nhiên trì trệ, trận pháp chân long giống như bị tháo nước, hóa thành ngũ sắc quan vũ, những diệt thần vệ khác cũng đều nhận lấy trận pháp cắn trả, đột nhiên học ra một nguồn máu tươi, trận hình đại loạn. Ngũ hành luân hồi đại trận ở trong nháy mắt, đột nhiên hỏng mất. Cảnh tượng như vậy ở trong nháy mắt liền xảy ra, vốn năm trận pháp chân long áp chế thiên cương đồng tử cùng long ngưng tuyết khổ không thể tả, muốn đại phát thần uy bắt hai người bọn họ. Trong nháy mắt thiên cương đồng tử cùng long ngưng tuyết vậy mà đồng thời tìm được mắt trận, trực tiếp tàn nhẫn diệt sát bốn diệt thần vệ phá vỡ đại trận tỏa nụ cười trên mặt hạ u chu thanh còn có ngũ đức chân nhân lập tức động lại ở trong nháy mắt trở nên tái nhật trận pháp không gian bị phá vỡ đại hải bên ngoài lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người khương tư nam cùng long ngưng tuyết bỏ chạy về phía đông mà thiên cương đồng tử phía tây vừa vặn cùng ngũ đức chân nhân đụng vào nhau thiên cương đồng tử vốn bởi vì phá trận mà kinh hỉ như bị một chậu nước lạnh dội xuống lập tức liền dập tắt, một cổ lửa giận vô danh xông lên, hắn đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt phản phất như muốn phun lửa, nhìn về phía Khương Tư Nam xa xa gào thét một tiếng. Khương Tư Nam ngươi cái tiểu tạp chủng này, cũng dám gạt ta. Ta con mẹ ngươi. Vừa rồi thời điểm Khương Tư Nam tìm được mắt trận, khẳng định cũng có thể chứng kiến cảnh tượng bên ngoài trận pháp, nhưng mà thiên cương đồng tử nhìn không tới a à, cứ như vậy bị đẩy đi phá mắt trận phái Tây, mà phương hướng này đúng lúc là vị trí của ngũ đức chân nhân khương tư nam tắc cùng long ngưng tuyết chạy trốn về phía phương đông vì chính là để cho thiên cương đồng tử lưu lại ngăn cản ngũ đức chân nhân nhưng mà chờ hắn hiểu được đã chậm đám người ngũ đức chân nhân sắc mặt âm trầm trong ánh mắt mang theo thần sắc không dám tin căn bản không nghĩ ra đại trận vốn hảo hảo làm sao sẽ đột nhiên tầm đó hỏng mất loại lửa giận này ở thời điểm nhìn thấy thiên cương đồng tử lập tức liền đổ xuống Oanh Ánh mắt kim đức chân nhân âm trầm Một thân áo bào trắng hào quang sáng chói Phóng ra khí cơ lăng lệ ác liệt Cổ tay chặt chém Phản phất như một thanh đao cương ngập trời Muốn tan vỡ vạn vật Mang theo khí tức tuyệt sát hết thảy Sắc mặt thiên cương đồng tử đại biến Vội vàng thúc giục ngọc phiến trong huyết hải nguyên thần Hào quang ống ánh Ngọc phiến phóng ra từng sợi hào quang thần bí Cùng kim đức chân nhân chạm vào nhau bộc phát ra thần quang hoa mỹ Tuy trưởng đao của Kim Đức chân nhân bị ngăn trở, nhưng mà Thiên Cương đồng tử cũng sắc mặt trắng bệch, nhận lấy lực phản chấn thật lớn, khóe miệng chảy xuống vết máu. Nhìn Kim Đức chân nhân còn muốn ra tay, Thiên Cương đồng tử vội hô. Chậm đã, là Khương Tư Nam phát hiện mắt trận của Ngũ Hành Luân Hồi đại trận, tiểu tử này ngay cả ta cũng đùa nghịch, hiện tại các ngươi nên đuổi theo hắn, bằng không hắn sẽ chạy mất. Ánh mắt Kim Đức chân nhân âm trầm, lạnh giọng nói: sự tình Khương Tư Nam không cần ngươi quan tâm, trong này cũng có một phần công lao của ngươi, cho nên ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một đức sư đệ lưu lại, ba vị sư đệ khác kính xin đuổi theo giết Khương Tư Nam, phải tất yếu bắt sống hắn và long ngưng tuyết. Oanh! Theo kim đức chân nhân ra lệnh một tiếng, thủy đức chân nhân, hỏa đức chân nhân, thổ đức chân nhân đều nhẹ gật đầu, thân hình chậm rãi biến mất ở trong hư không, đuổi giết đám người Khương Tư Nam. Trong tay Kim Đức Chân Nhân xuất hiện một thanh chiến đao linh khí tuyệt phẩm, tản ra mũi nhọn, phản phất như có thế các liệt hư không, đao cương màu trắng chiếu rọi, vô cùng chói mắt, bảo quang ống ánh, tản ra một loại sát cơ thuần túy. Mà một Đức Chân Nhân cầm trong tay một thanh cổ kiếm, như một vũng thu thủy, hào quang sáng chói chói mắt, phía trên phản phất như có nhật nguyệt tinh thần, sông núi thảo một hư ảnh, ẩn ẩn tác động lấy thiên địa đại thế. Hai người lập tức liền vây Thiên Cương đồng tử lại, sát cơ tràn ngập. Sắc mặt Thiên Cương đồng tử đại biến, phiền muộn muốn thổ huyết, trong nội tâm đối với Ngũ Hành Thánh Tông còn có Khương Tư Nam đều hận tới cực điểm, lúc này đây chẳng những Đông Hải Tam thập lục yêu ma chỉ còn mình hắn, hơn nữa hiện tại có nguy hiểm tính mạng. Tuy đều là đại năng thông thiên cảnh, nhưng mà Kim Đức chân nhân cùng Mộc Đức chân nhân, tu vi chiến lực đều viễn siêu hắn, hắn căn bản không có khả năng chút nào. Ngũ Hành Thánh Tông còn có Khương Tư Nam, ta nhớ kỹ các ngươi. Lão tử cùng các ngươi thế bất lưỡng lập, thù này sớm muộn gì có một ngày ta cũng cùng các ngươi tính toán rõ ràng. Trên mặt thiên cương đồng tử tràn đầy thần sắc quán độc, hắn gào thét một tiếng, trên người đột nhiên phóng ra huyết quan sáng chói, phản phất như toàn thân thiêu đốt, khí tức tăng gấp 10 lần, như một đoàn liệt hỏa, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Không tốt, thằng này muốn chạy trốn. Kim Đức chân nhân cùng một Đức chân nhân nhìn nhau, đều biến sắc, chiến đao cùng cổ kiếm phóng ra mũi nhọn sáng chói, đột nhiên trảm về phía thiên cương đồng tử. Oanh! Thiên cương đồng tử đang thi triển một loại bí thuật, huyết dịch toàn thân thiêu đốt, có một loại nguyên khí huyết sắc trót vào ngọc phiến trên đỉnh đầu, ngọc phiến ông ông rung lên, vốn trắng muốt không rảnh lập tức biến thành huyết sắc, tràn ngập ra chấn động kinh khủng, phản phất như hư không cũng đang rung động. Chiến đao màu trắng cùng thanh sắc cổ kiếm, bị chấn động kinh khủng quét trúng, lập tức hỏa tinh bắn ra bốn phía thần quang nổ tung phù văn phía trên trở nên có chút ảm đạm kim đức chân nhân cùng một đức chân nhân khí huyết phiên cổn ánh mắt lập tức lộ ra thần sắc tham lam đây là cái ngọc phiến gì tại sao có thể có lực lượng mạnh như vậy gần kề chỉ là một cốc ngọc phiến thật không ngờ lợi hại như vậy xem ra như là tàn phiến của chí bảo nào đó nhất định phải đoạt được loại bảo vật này tuyệt đối là kinh thiên động địa uy lực ngập trời Kim Đức Chân Nhân cùng một Đức Chân Nhân nhìn nhau, đang chuẩn bị lần nữa phát động công kích. Lúc này, huyết dịch trên người thiên cương đồng tử phản phất như bị thiêu đốt hơn phân nửa, quy năng của Ngọc Phiến rốt cục bị kích phát ra, hắn oán độc nhìn hai người, sau đó bị Ngọc Phiến tản mát ra huyết sắc quang màn bao vây, lập tức biến mất ở trong hư không. Kim Đức Chân Nhân cùng một Đức Chân Nhân thần sắc biến đổi, vội vàng tản ra lực lượng thần hồn bạn bạc, phát hiện vùng biến chung quanh vài nghìn dặm căn bản không có bất kỳ khí tức chí bảo chấn động, cũng không có thân ảnh của thiên cương đồng tử. Hắn lần này ít nhất trốn ra ngoài vạn dặm, ngay cả khí tức trên thân cũng trở nên như có như không, cuối cùng tán đi. Trong ánh mắt kim đức chân nhân cùng một đức chân nhân đều lóe ra một tia ảo não, căn bản không có nghĩ đến thiên cương đồng tử vậy mà sẽ có chí bảo tàn phiến, nếu sớm biết rõ liền trước tiên bắt đối phương, cũng sẽ không để hắn trốn đi như vậy a. À. Đi, đi bắt Khương Tư Nam. Hai người nhìn nhau, tay áo lập tức xoáy lên hạ u cùng Chu Thanh, về phía xa xa cực tốc bay đi. Mà giờ khắc này Khương Tư Nam, cùng Long Ngưng Tuyết, Liễu Dung Dung, nghiêm phong chung một chỗ, bay nhanh về phía vô tận Đông Hải, sau lưng Thủy Đức Chân Nhân, Hỏa Đức Chân Nhân, Thổ Đức Chân Nhân sắp muốn đuổi theo, dù sao bọn họ đều là đại năng thông thiên cảnh, muốn đuổi kịp một đám thiếu niên anh thiên cảnh vẫn là rất dễ dàng. Khương Sư Đệ, ta biết rõ ngươi có biện pháp đào tẩu không cần lo cho chúng ta ngươi đi mau mục tiêu của bọn hắn là ngươi chỉ cần ngươi có thế đào tẩu bọn hắn sẽ không làm gì chúng ta thanh âm của long ngưng tuyết có chút dồn dập nói trên khuôn mặt như băng sương bỗng nhiên dần hiện ra một loại kiên quyết trên biển xanh thẳm gợn sóng mãnh liệt hơi nước tràn ngập khương tư nam long ngưng tuyết liễu dung dung cùng nghiêm phong hóa thành bốn đạo thần quan về phía xa trì bay nhanh sau lưng ngũ đức chân nhân như năm tòa thái cổ thần sơn, vô cùng nguy nga, khí tức bàn bạc, chập về phía trước. Đại năng thông thiên cảnh, luyện ra nguyên thần, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, đã có thể mượn một tia lực lượng thiên địa, bởi vậy có được cực tốc mà người bình thường khó có thể tưởng tượng, có thể nói là một bước ngàn trượng. Vốn là mấy vạn trượng khoảng cách, sau một lát cũng chỉ còn lại có mấy ngàn trượng, hơn nữa khoảng cách càng ngày càng gần sắc mặt liễu dung dung cùng nghiêm phong đều cực kỳ tái nhợt đại năng thông thiên cảnh uy áp quá cường đại tự như thái cổ thần sơn bạn bạc đập vào mặt bọn hắn chỉ có thể kiệt lực thúc giục pháp lực toàn thân để cho tốc độ của mình nhanh một chút lại nhanh một chút khương tư năm nghe được long ngưng tuyết nói cười nhạt một tiếng sư tỷ không nên gấp gáp chờ một chút các ngươi đều theo sát ta ta có biện pháp mang mọi người ly khai nơi đây long hoàng chuẩn bị xong chưa Tâm thần Khương Tư Nam chìm vào trong hồng mông tạo hóa tháp hỏi. Nếu như chỉ một mình ngươi, muốn chạy trốn dễ như trở bàn tay, nhưng mà các ngươi khoảng chừng bốn người, ta là sợ thời điểm mở ra hư không chi môn, sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dù sao năm lão gia hỏa sau lưng kia tuy thực lực không được tốt lắm, nhưng mà phân loại ngũ hành, liên thủ chiến lực vô cùng cường đại, dùng thực lực của ta hôm nay, chỉ sợ còn không cách nào đối kháng bọn hắn. Long Hoàng chậm rãi nói, tuy hắn rất cường đại nhưng mà hôm nay chỉ còn lại có thân thể thần hồn thi triển thần thông có rất nhiều hạn chế càng huống chi hắn xa xa không có khôi phục đến trạng thái đỉnh phong đám người long sư tỷ đều là đồng môn của ta ta không thể trơ mắt nhìn bọn hắn lưu lại chịu chết nhất định phải dẫn bọn hắn cùng đi long hoàng ngươi mở ra hư không chi môn ta nghĩ chỉ cần chúng ta tốc độ nhanh một chút có lẽ không có vấn đề gì trong ánh mắt của khương tư nam lộ ra một tia kiên quyết Long hoàng nhẹ gật đầu, không có khuyên nữa, long thân tản mát ra long uy nhàn nhạt, kim quang mênh mông mà sáng chói, thần hồn phản phất như là thiêu đốt, một cổ chấn động không hiểu tràn ngập tứ phương, thiên địa hư không ẩn ẩn rung rẩy lên. Ông Một đạo không gian chi môn xuất hiện ở trước mặt Khương Tư Nam, không gian chi môn phong cách cổ xưa mà huyền ảo, lóe ra kim quang sáng chói, khí tức không gian tràn ngập ra. Khương Tư Nam một bước bước vào trong đó, đồng thời đối với Long Ngưng Tuyết Liễu Dung Dung cùng nghiêm phong rống lớn một tiếng. Sư tỷ, các ngươi mau vào. Ba người bọn họ thấy được không gian chi môn đột nhiên xuất hiện, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin, vô cùng khiếp sợ, không gian chi môn là chỉ có vương giả mới có thể mở, xuyên thẳng qua hư không, nắm giữ không gian cấm trị nhưng mà thật không ngờ Khương Tư Nam có thể làm ra một đạo không gian chi môn. Tuy ba người bọn hắn khiếp sợ, nhưng cũng biết tình huống khẩn cấp, đều không chút do dự, hóa thành từng đạo lưu quan đột nhiên lao đến cái gì muốn đi trở lại cho ta ngũ đức chân nhân đối với không gian chi môn đột nhiên xuất hiện cũng cảm thấy cực kỳ khiếp sợ giờ phút này đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng năm người như năm ngọn núi cao sừng sững ở trên hư không đại hải pháp lực toàn thân bành trướng mà bàn bạc đột nhiên hình thành một đạo ngũ sắc thần quan tịch cuốn tới mà lúc này lòng ngưng tuyết khó khăn lắm bay vào trong hư không chi môn nhưng mà liễu dung dung cùng nghiêm phong nửa bước còn ở bên ngoài lập tức bị ngũ sắc thần quan cuốn lấy sau đó đột nhiên thoáng một phát từ trong hư không chi môn kéo ra ngoài liễu sư muội nghiêm sư đệ long ngưng tuyết biến sắc muốn lao ra nhưng mà bị khương tư nam kéo lại khương tư nam nói gấp sư tỷ nơi này không thể ở lâu liễu sư tỷ cùng nghiêm sư huynh chúng ta cứu không được nếu ở lại chỗ này ngay cả chúng ta cũng sống không được chỉ cần chúng ta có thế đào tẩu bọn hắn khẳng định không dám thương hại liễu sư tỷ cùng nghiêm sư huynh ánh mắt long ngưng tuyết lạnh như băng nhìn lướt qua ngũ đức chân nhân chứng kiến liễu dung dung cùng nghiêm phong đều kêu thảm một tiếng bị bắt qua biết rõ rốt cuộc cứu không được hai người rồi cắn răng một cái cùng khương tư nam chui vào không gian chi môn oanh ngũ đức chân nhân liên thủ lại một đạo ngũ sắc thần quang đánh úp tới nhưng mà không gian chi môn hóa thành một mảnh kim sắc quang vũ biến mất ở trong hư không ngũ sắc thần quang ầm ầm nổ tung để cho nước biển trong vòng nghìn dặm bốc hơi xuất hiện một hố to sâu đậm sau đó vô số nước biển chảy ngược tiến đến nhấc lên sóng lớn kinh thiên đáng giận vậy mà lại để cho bọn hắn chạy thoát ánh mắt kim đức chân nhân cực kỳ âm trầm sắc mặt tái nhợt một chưởng chụp về phía đại hải sóng nước nổ tung tôm cá trở thành bột mịn trên hải vực này hiện ra vô số thi thể sinh vật biển tiểu tử khương tư nam kia vậy mà có thế mở hư không chi môn xem ra chúng ta còn xem thường hắn. một Đức chân nhân cũng lạnh lùng nói. Các ngươi đều quên sao? Tiểu tử này là đồ đệ của dịch thiên cơ, lão già kia được xưng đa bảo đạo nhân, chính là trận đạo vương giả, trong tay không biết có bao nhiêu bảo bối, khẳng định cho Khương Tư Nam vật bảo vệ tánh mạng, cái này là chúng ta chủ quan, nhưng mà tiếp theo, ta tuyệt đối sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Kim Đức chân nhân ánh mắt lập lòe, phản phất như muốn cắt liệt hư không, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc phẫn nộ chu thanh cũng sắc mặt rất khó coi chậm rãi nói mấy vị trưởng lão khương tư nam kia mở ra hư không chi môn đại hải mênh mông chúng ta đi đâu tìm a à? kim đức chân nhân cười lạnh một tiếng nói dùng pháp lực của khương tư nam dù mở ra hư không chi môn cũng truyền tống không quá xa có lẽ ngay trong phương viên mấy vạn dặm hắn chỉ có thể có hai nơi để đi một là phản hồi đại la thiên tông một là tiếp tục lưu lại ở trong đông hải ta liền truyền tìm để cho sư đệ khác chặn ở trên đường hắn phản hồi đại la thiên tông chúng ta tiếp tục ở đây tìm kiếm chỉ cần bị ta tìm được hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cơ hội chạy trốn lần nữa tất cả mọi người nhẹ gật đầu thân hình hóa thành từng đạo lưu quang bay về phía bốn phương tám hướng mà giờ khắc này khương tư nam cùng long ngưng tuyết ở trong hư không xuyên thẳng qua chung quanh đều là quan ảnh mơ hồ một mảnh hỗn độn cũng không biết đã qua bao lâu, chỉ thấy trước mắt lóe lên hào quang, bọn hắn xuất hiện ở một vùng biến lạ lẫm. Tiểu tử, ở đây cách nơi trước 10 vạn dặm, chuyện kế tiếp phải nhờ vào chính ngươi rồi, không có việc gì không nên quấy rầy lão tử, ta muốn ngủ một giấc. Thanh âm Long Hoàng có chút mỏi mệt truyền đến, chậm rãi yên lặng xuống. Khương Tư Năm nhẹ gật đầu, hắn cũng biết người ngũ hành thánh tông cùng đệ nhất thánh muốn nhằm vào mình, mình trốn về ngũ hành thánh tông khẳng định không phải lựa chọn sáng suốt, không bằng tiếp tục trốn về hướng đông ở trong biển tìm cơ duyên của mình long ngưng tuyết đứng ở bên cạnh hắn trong ánh mắt tràn đầy băng sương ngũ hành thánh tông thật không ngờ hung hăng càng quấy hiển nhiên đối phó đệ tử đại la thiên tông ta bọn họ là muốn khơi mào hai tông đại chiến sao lúc này đây bảy đệ tử không nghĩ tới cuối cùng chỉ còn lại một mình ngươi khương tư nam thở dài một hơi lên tiếng nói sư tỷ nói cho cùng lúc này đây là ta liên lui mọi người không nghĩ tới đệ nhất thánh phát rồi như thế vì đối phó ta không tiết cấu kết ngũ hành thánh tông ta nghĩ hiện tại nhất định là không cách nào phản hồi đại la thiên tông rồi trên đường trở về nhất định sẽ có vô số cao thủ đang chờ chúng ta khương sư đệ điều này cũng không có thể trách ngươi ngũ hành thánh tông được xưng đệ nhất thiên hạ tông không chỉ thực lực thứ nhất ngay cả giả tâm cũng là đệ nhất thiên hạ bọn hắn một mực muốn trở thành thánh địa duy nhất của cả tu chân giới chỉ cần pháp lệnh của ngũ hành thánh tông ra thiên hạ không ai dám không theo, bởi vậy những năm gần đây ngũ hành thánh tông càng ngày càng hung hăng càng quấy, hành vi diễn xuất quả thực là phong phạm của ma đạo. Nhất lên trận trận gió tanh mưa. Máu, chỉ sợ Đại La Thiên Tông ta cũng thành thịt mỡ trong miệng bọn hắn. Bọn hắn đã sớm đối với Đại La Thiên Tông ta mưu đồ làm loạn, 10 năm trước Đại La chi kiếp là như thế, hiện tại muốn giết ngươi chỉ sợ cũng một cái cớ, chỉ là không nghĩ tới đường đường đệ nhất thái thượng trưởng lão, vậy mà sẽ cùng ngũ hành thánh tông cấu kết. Tin tức này nhất định phải nghĩ biện pháp truyền quay lại tông môn, hơn nữa phải tìm được bằng chứng, nếu không đại la thiên tông ta nguy rồi. Long ngưng tuyết chậm rãi nói, trong ánh mắt lóe ra vẻ trầm tư. Nàng dung nhan tuyệt lệ, da thịt như ngọc, toàn thân đều tản ra một cổ khí tức xuất trần, nhất là một bộ quần trắng, tuy trên mặt treo hàng băng tuyên cổ bất hóa, nhưng lại càng lộ ra mê người. Hiện ra khí chất cửu thiên tiên tử, hồn nhiên không giống nữ tử nhân gian, tuyệt đại tao nhã. Khương Tư Nam đứng ở bên cạnh, nội tâm vẫn tán thưởng không thôi, long ngừng tuyết cùng Long thu nguyệt là song bào thai tỷ muội, nhưng một cái là băng, một cái như lửa, đều tuyệt lệ thoát tục như thế, phản phất như kiệt tác tinh xảo nhất của Thượng Thiên. Dù sao lúc này đây chúng ta cũng là đi ra tiến hành chân truyền thí luyện, không bằng chúng ta ở trong Đông Hải tu luyện, tìm kiếm cơ duyên, một mực nghe nói trong Đông Hải có nhiều viễn cổ bảo tàng, chân tiên động phủ, linh dược cùng bảo vật vô tận, nói không chừng chúng ta cũng có thể tìm được một ít, chỉ cần tu vi của sư tỷ ngươi đột phá đến thông thiên cảnh, chúng ta dết về tỷ lệ liền lớn hơn. Khương Tư Nam khẽ cười nói, ánh mắt rất thanh tịnh, dung nhan thanh tú, chẳng những không có một tia chán nản, ngược lại thời điểm nhìn đại hải, sinh ra một cổ hào khí. Trong đôi mắt lông ngưng tuyết có một tia dị sắc lóe lên rồi biến mất, chậm rãi gật đầu nói, muốn đột phá thông thiên cảnh nào dễ dàng như vậy? Như là dựa theo tình huống bình thường tu luyện, coi như là tu luyện vài chục năm nữa ta cũng không nhất định có thể đột phá, bất quá ngươi nói đúng, tu chân giả không thể một mặt khổ tu, phải vào đời ma luyện, muốn tâm tình thản phải trải qua ma kiếp cũng được, chúng ta ở Đông Hải lưu lạc một phen a. Hai người bay về phía biển rộng xa xa. Đông Hải mênh mông, không biết mấy nghìn vạn dặm, ở trong biển ẩn chứa bảo tàng vô tận, có rất nhiều linh dược Bảo khoáng trân quý cũng chỉ có trong biển rộng mới có, cho nên rất nhiều tu chân giả ở chân cương đại lục đều sẽ đến Đông Hải tìm kiếm cơ duyên. Nghe nói có người đã nhận được một kiện linh khí vương phẩm cường đại, cũng dựa vào nó trở thành một đời cường giả, cũng có người nhận được một viên tiên đan, nuốt vào tu vi liền phá mấy trọng, cũng có môn phái nhỏ tìm kiếm được một di tích, tăng cường nội tình tông môn, nhảy lên trở thành đại tông môn. Đương nhiên, nương theo cơ duyên vô tận tồn tại, cũng có rất nhiều nguy hiểm. Có người rơi vào trong cấm địa thân tử đạo tiêu, có người chết trong tay hoang thú cùng yêu tộc cường đại, ở trong Đông Hải mênh mông, không biết chôn cất bao nhiêu sinh linh. Hơn 10 ngày trôi qua, Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết càng bay càng xa, ở trong biển rộng tu luyện, đánh chết hung thú không có linh trí nhưng mà lực lượng rất mạnh, hấp thu thủy tinh hoa, đánh bóng pháp lực, cô động thân thể. Trong hơn 10 ngày, ngược lại coi như rất bình tĩnh, cả người Khương Tư Nam như một lỗ đen ở trong biển rộng trắng trận thôn phệ thủy linh khí, pháp lực trong cơ thể bành trướng như biển, lực lượng càng ngày càng mạnh, dần dần tới gần pháp thiên cảnh viên mãn. Khí tức của Khương Tư Nam càng ngày càng hơn cường đại, Long Ngưng Tuyết nhìn thấy, lại để cho trong nội tâm nàng khiếp sợ, đồng thời cũng đối với Khương Tư Nam tràn ngập tò mò. Thiếu niên thoạt nhìn thanh tú kia, phản phất như cất giấu rất nhiều bí mật, bị một tầng sương mù bao phủ, để cho người nhìn không được muốn tìm kiếm đến tột cùng. Cảnh giới của Long Ngưng Tuyết đã đạt đến anh thiên cảnh viên mãn, cả người lưu ly không rảnh, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào thông thiên cảnh, nhưng mà một bước này không biết ngăn bao nhiêu người, coi như là Long Ngưng Tuyết thiên phú bất phàm, trong thời gian ngắn cũng không có cách nào tiếp tục đột phá. Muốn cô động nguyên thần, phản phất như có được một tánh mạng khác, bản thân tinh khí thần viên mãn, hình thành nguyên anh, mà nguyên anh muốn lột xác thành nguyên thần, nhất định phải lĩnh ngộ hư không chi lực đi cảm thụ một tia không gian cấm kỵ kia, ở trong tối tâm câu thông thiên địa ký thác nguyên thần. cho nên trong khoảng thời gian này, Long Ngưng Tuyết đại bộ phận thời gian đều là một mình một người xếp bằng ở trong biển rộng, cảm thụ đại hải mãnh liệt bành trướng, cũng thể ngộ đại hải yên lặng. muốn mượn cái này tìm kiếm một tia cơ hội đột phá của mình. mười mấy ngày nay ở chung, Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết cũng dần dần quen thuộc, tuy Long Ngưng Tuyết vẫn sắc mặt rất lạnh, cả người như một tòa băng sơn nhưng mà đã không có không thể tiếp cận như vậy, có đôi khi cũng sẽ chỉ điểm Khương Tư Nam tu luyện. Già thiên bí thuật, thần tiêu chân lôi đạo còn có lục như thương long quyết, ba loại thần thông bí thuật này là thần thông hôm nay Khương Tư Nam chủ tu, trong đó huyền bí cũng bắt đầu bị Khương Tư Nam từng điểm từng điểm tìm hiểu. Một ngày này, Khương Tư Nam cùng Long ngưng tuyết ở trên đảo nhỏ, Khương Tư Nam vừa giết một yêu ngư dài hơn một trượng, toàn thân lân phiến sáng chói, cực kỳ rực rỡ tươi đẹp, hắn rửa yêu ngư sạch sẽ, gác ở trên đống lửa bắt đầu nướng cá. Pháp lực chân hỏa bị hắn khống chế, lớn nhỏ tùy tâm, hỏa diễm sáng chói, ở trong tay hắn dịu dàng ngoan ngoãn, đối với trận đạo tông sư như Khương Tư Nam hôm nay mà nói, khống chế hỏa diễm nướng cá quả thực là đại tài tiểu dụng, cũng không lâu lắm, cả con cá liền trở nên vàng ống ánh chảy mỡ, thơm nước sông vào mũi. Nha, thật thơm a. À. Sư tỷ đến nếm thử. Khương Tư Nam ngửi thoáng một phát, mỉm cười kiếm quan lóe lên cắt ra một khối thịt đưa cho lông ngưng tuyết cảm ơn lông ngưng tuyết yên lặng nhận lấy thanh âm như trước rất lạnh nhưng lại có một loại chấn động khác thường vừa lúc đó ánh mắt lông ngưng tuyết bỗng nhiên lóe lên lập tức đứng lên nhìn về phương xa âm âm xa xa hơn 10 dặm nước biển nổ tung gợn sóng ngập trời thần quang sáng chói hiển nhiên là có người đại chiến cực kỳ kịch liệt đi xem Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết nhìn nhau Đều minh bạch ý tứ trong mắt đối phương Bay về phía đó Chỗ đó tuy đại chiến rất kịch liệt Nhưng mà từ phạm vi chấn động đến xem Bất quá là cường giả anh thiên cảnh chiến đấu Cũng không có đại năng thông thiên cảnh xuất hiện Bởi vậy Long Ngưng Tuyết cùng Khương Tư Nam Cũng không lo lắng cái gì Thời điểm bọn hắn tới gần Mới phát hiện thân ảnh song phương Một bên là yêu quái đầu tôn thân người Cùng đầu cua thân người Khoảng chừng 10 tên đều mặc chiến giáp ngân sắc, thoạt nhìn uy vũ bất phàm, khí tức trên thân bất ngờ đạt đến anh thiên cảnh, đau thương trong tay chúng sắc bén, lóe ra hàng mang lạnh lạnh, sát khí bành trướng, mãnh liệt công giết hai ba thanh niên. Dĩ nhiên là Đông Hải yêu tộc. Long ngưng tuyết thốt ra. Đông Hải vô cùng mênh mông, ở chỗ sâu trong đại hải, có rất nhiều sinh linh, hơn nữa trong biển rộng sinh cơ dồi dào, cơ duyên vô số, rất nhiều hoang thú tu luyện thành yêu, chia làm Đông Hải yêu tộc. Rất nhiều yêu tộc cường đại truyền thừa từ thượng cổ thần thú, nội tình thâm hậu, trong tộc đều có yêu vương tọa trấn, uy chấn một phương, vô cùng cường đại. Hơn nữa Đông Hải yêu tộc cực kỳ bao che khuyết điểm, người bình thường cũng không dám đắc tội, nhất là một ít yêu tộc tính tình hung tàn, ưa thích giết chóc càng như vậy, tu chân giả bình thường đều tận lực tránh cùng bọn họ sinh ra xung đột. Trước mắt những yêu tộc kia, tục xưng lính tôn tướng cua, nhìn áo giáp trên người, khẳng định thuộc về một thế lực đại yêu tộc, mà ba người bị bọn hắn vây công Bên trong một cái 27-28 tuổi Thoạt nhìn cực kỳ anh Tuấn Tay cầm phi kiếm linh khí thất phẩm Kiếm quang như mưa Hành vân lưu thủy Xem bộ dáng là sử dụng một loại kiếm pháp thần thông Mà hai người bên cạnh là thị vệ của hắn Toàn thân sát khí Đồng dạng là hai thanh phi kiếm tung bay Không ngừng đón đỡ đau thương chung quanh Nhưng mà ba người bọn họ chỉ là anh thiên cảnh sơ kỳ Chung quanh mười lính tông tướng cua Từng cái đều không kém bọn hắn ba người bọn hắn trái ngăn phải cản trên người máu tươi đầm đìa bị thương không nhẹ rất nhanh đã sắp chống đỡ không nổi vừa lúc đó thanh niên anh tuấn chợt thấy khương tư nam cùng long ngưng tuyết bay tới con mắt lập tức sáng ngời hô lớn hai vị đạo hữu kính xin tương trợ thoáng một phát tại hạ ngọc đỉnh môn thiếu môn chủ âu dương ngọc thụ xin hai vị cứu giúp ta tất có hậu báo ngọc đỉnh môn đây là môn phái gì không có nghe nói qua a à? sư tỷ chúng ta có cứu bọn họ không? Khương Tư Nam hơi sững sờ. Ngọc Đỉnh môn ta cũng không rõ ràng lắm, hẳn là một môn phái tu chân ở Đông Hải, những Đông Hải yêu tộc này thật bá đạo, vậy mà vây giết tu chân giả tộc ta, tự nhiên không thể ngồi yên, ra tay đi. Long Ngưng Tuyết chậm rãi nói. Khương Tư Nam cũng nhẹ gật đầu, hai người lập tức liền xuất động. Ông! Một đạo kiếm minh vang vọng trời cao, thần kiếm màu xanh da trời như một ngân hà lập lòe, lập tức chém về phía một đám lính tông tướng cua, kiếm quan sát bén, vô kiên bất tồi Khương Tư Nam cũng cầm phong lôi kiếm trong tay, kiếm như phong lôi, nhanh chóng mà giữ dằn, lập tức liền chém hai yêu quái nát bấy. Trong nháy mắt, hơn 10 lính tông tướng cua lập tức chết bảy tám cái, chỉ còn lại có 6 lính tông tướng cua, trên mặt tràn đầy thần sắc kinh khủng, chỉ vào Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết, ngoài mạnh trong yếu hét lớn. Các ngươi là người nào? cũng dám ngăn cản Hắc Long phủ ta làm việc. Chẳng lẽ chán sống sao? Nếu Hắc Long đại vương biết rõ, sẽ ăn hết bọn ngươi. Hắc Long phủ? Chưa nghe nói qua. Khương Tư Năm cười nhạt một tiếng, tay cầm trường kiếm phiêu nhiên rơi xuống, cùng Long Ngưng Tuyết đứng chung một chỗ, khí cơ tập trung vào sáu lính tôn tướng cua cuối cùng, khiến chúng nó như rơi băng nguyên, động cũng không dám động. Hơn 10 lính tôn tướng cua, phần lớn là anh thiên cảnh sơ kỳ, tại sao có thể là đối thủ của khương tư nam cùng long ngưng tuyết coi như là khương tư nam dùng không được bao lâu cũng có thể giết sạch chúng ngọc đỉnh môn thiếu môn chủ âu dương ngọc thụ còn có hai thủ hạ bên cạnh nuốt vào mấy viên linh đang chữa thương vẻ mặt cảm kích đi tới đa tạ hai vị đạo hữu cứu mạng âu dương ngọc thụ vô cùng cảm kích âu dương ngọc thụ thi lễ một cái ngẩng đầu lên vừa nhìn thấy long ngưng tuyết lập tức liền chấn kinh thế gian sao có thể có tiên tử siêu phàm thoát tục như thế? Âu Dương Ngọc Thụ vừa rồi không có chú ý, bây giờ nhìn đến dung mạo của Long Ngưng Tuyết, lập tức liền giật nảy mình, ánh mắt ngốc trệ, phản phất như bị một đạo thiên lôi đánh trúng. Trong đầu của hắn, tất cả đều là khuôn mặt tinh xảo của Long Ngưng Tuyết, còn có thân ảnh phong hoa tuyệt đại kia, trong khoảng thời gian ngắn có chút ngây dại. Thẳng đến Long Ngưng Tuyết khẽ nhíu mày, hai thủ hạ bên cạnh Âu Dương Ngọc Thụ chứng kiến thiếu gia nhà mình xấu mặt, đẩy hắn thoáng một phát, lúc này Âu Dương Ngọc Thụ mới phản ứng qua, liền vội vàng cúi đầu không dám nhìn nữa. Khương Tư Nam thấy một màn như vậy, cũng bất đắc dĩ lắc đầu, lòng ngưng tuyết thật sự là quá đẹp, để cho từng người nhìn thấy nàng đều khiếp sợ không thôi, chớ đừng nói chi là thiếu môn chủ một môn phái nhỏ. Âu Dương Đạo Hữu, các ngươi làm sao sẽ bị hơn 10 lính tôn tướng của này đuổi giết? Còn có Hắc Long Phủ này là địa phương nào? Khương Tư Nam khẽ cười nói, bắt đầu nói sang chuyện khác không dối gạt hai vị đạo hữu, ba người chúng ta đều thuộc về Tam Tiên Đảo Ngọc Đỉnh môn cách nơi này vài nghìn dặm, mấy ngày trước ở chỗ sâu trong Đông Hải tìm được một cây linh dược, kết quả bị những lính tông tướng cô này nhìn thấy, một đường đuổi giết đến tận đây, nếu không phải hai vị đạo hữu cứu giúp, chúng ta liền nguy hiểm. Về phần Hắc Long phủ, Âu Dương Ngọc Thụ khẽ cười nói, thân hình hắn cao lớn, tướng mạo rất anh tuấn, trên mặt treo cười ôn hòa, thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng. Ngươi nói bậy rõ ràng là ngươi trộm hắc long thảo của hắc long phủ chúng ta lại vẫn nói là ngươi tìm được nhân loại quả nhiên là vô sĩ một hà quái giận dữ hét trực tiếp cắt đứt hắn nói âu dương ngọc thụ phản phất như không có nghe được hắn nói chuyện tiếp tục nói hắc long phủ là một thế lực yêu tộc ở đông hải xưng bá một phương thực lực rất cường đại hắc long đại vương là hắc long phủ phủ chủ nghe nói đã là yêu vương hết sức lợi hại hắc long phủ ngày thường cực kỳ hung hăng càng quấy giết rất nhiều tu chân giả nhân loại chúng ta có thể nói là một trong các thế lực yêu tộc căm thù nhân tộc nhất a à, là như thế khương tư nam từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu xem ra hắc long phủ là một thế lực yêu tộc rất cường đại về phần âu dương ngọc thụ nói mình tìm được linh dược hay trọng hắc long phủ đều không sao cả mấu chốt nhất là khương tư nam cùng long ngưng tuyết giết những lính tông tướng cô này đã đắc tội với hắc long phủ Long Ngưng Tuyết cùng Khương Tư Nam nhìn nhau, đều lập tức ra tay, kiếm quang ngập trời, mình mông đung đưa, lập tức giết chết sáu lính tôn tướng của còn lại. Như đã đắc tội Hắc Long phủ, vậy không thể lưu lại mấy tiểu yêu này đi mật báo, vẫn là tất cả đều giết thì tốt hơn. Chúng ta cứu ngươi, vì nể tình ngươi là nhân tộc tu chân giả, hơn nữa nhìn ngươi coi như người chính đạo tiên môn, không phải tà ma ngoại đạo, không cầu ngươi báo đáp cái gì, ngươi đi nhanh đi. Khương Tư Năm nhìn Âu Dương Ngọc Thụ nói, sau đó liền chuẩn bị cùng Long Ngưng Tuyết ly khai. Chậm đã. Thanh âm Âu Dương Ngọc Thụ vang lên, hắn vội vàng đi tới, vụng trộm liếc nhìn Long Ngưng Tuyết, trong ánh mắt hơi không xem xét kỹ hiện lên một tia mê luyến, đối với hai người khẽ cười nói. Hai vị đạo hữu, bất kể như thế nào là các ngươi cứu được tại hạ, dù hai vị thi ân không cần hồi báo, nhưng trong nội tâm tại hạ vẫn bất an, cả gan thỉnh cầu hai vị tiến về Ngọc Đỉnh Môn làm khách không biết như thế nào âu dương ngọc thụ sợ khương tư nam cùng long ngưng tuyết không đáp ứng tiếp tục nói hai vị đạo hữu tu vi xem ra đều đạt đến bình cảnh tam tiên đảo ta có một bí cảnh kỳ diệu đối với vượt qua ải có chỗ tốt rất lớn nếu hai vị tiến về tam tiên đảo ta nhất định cầu cha ta mở ra bí cảnh để cho hai vị đạo hữu tiến vào trong đó tìm hiểu coi như là tại hạ báo đáp ân cứu mạng của hai vị thanh âm của âu dương ngọc thụ rất thành khẩn một bộ quân tử Khương Tư Nam trong lúc nhất thời có chút trầm ngâm. Mười mấy ngày nay, Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết phi hành về phương đông, không biết đã bay bao nhiêu vạn dặm, có thể nói đã đến chỗ sâu trong Đông Hải, tới một vùng biến không biết tên. Ở đây coi như là Đại La Thiên Tông cũng không có ghi lại, có thể nói là địa bàn của Đông Hải yêu tộc, cho nên bọn hắn đối với nơi này một chút cũng không biết. Mấy lính tông tướng cua kia đến từ Hắc Long phủ, phủ chủ Hắc Long Đại Vương dĩ nhiên là một yêu vương coi như là trong lòng khương tư nam cũng sinh ra rất nhiều áp lực cho nên hắn cảm giác cần phải biết rõ tình huống hải vực này mới có thể tiếp tục ở đây tìm kiếm cơ duyên mà ngọc đỉnh môn là môn phái tu chân nhân tộc không thể nghi ngờ là một lựa chọn rất tốt khương tư nam đối với long ngưng tuyết khẽ cười nói sư tỷ âu dương đạo hữu đã thịnh tình mời không bằng chúng ta đi tam tiên đảo một chuyến coi như là hiểu rõ tình hình hải vực này thoáng một phát long ngưng tuyết nghĩ nghĩ gật đầu nói. Tốt. Chứng kiến hai người đáp ứng, Âu Dương Ngọc Thụ lập tức vui mừng, phân phó thủ hạ xử lý thi thể mười mấy lính tôn tướng cua kia thoáng một phát, liền mang theo hai người bay về phía Tam Tiên Đảo. Dọc theo con đường này nghe Âu Dương Ngọc Thụ giới thiệu, Khương Tư Nam đối với hải vực này cũng coi như có sơ bộ hiểu rõ, ở đây xác thực có thể nói thuộc về chỗ sâu trong Đông Hải, khắp nơi đều là địa bàn yêu tộc, giống như Hắc Long Phủ, thuộc về bá chủ của hải vực này, thống lĩnh ức vạn dặm hải vực. Mà thế lực tu chân giả nhân tộc thì rất yếu, chỉ có lẽ tẻ mười mấy tông môn tu chân, thực lực đều không tính mạnh, chỉ có thể coi là đại tông môn, trong tông môn có đại năng thông thiên cảnh tọa trấn, nhưng mà không có vương giả. Trên tam tiên đảo có ba đại tông môn, kim đỉnh môn, ngân đỉnh môn cùng ngọc đỉnh môn, ngày bình thường chống cự yêu tộc, tìm kiếm bảo vật trên biển, hơn nữa dùng cái này đến tu luyện. Ba đại tông môn thực lực tương đương, đều xem như môn phái kiếm tu, lực công kích vô cùng cường đại, ở trong thế lực nhân tộc tu chân giả nơi đây, coi như là tồn tại rất cường đại. Chỉ cần không có vương giả, dù gặp được nguy hiểm gì, Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết cũng có thể dựa vào không gian chi môn đào thoát, đây chính là chỗ dựa để hắn dám đến Ngọc đỉnh môn. Giới thiệu tình hình nơi này thoáng một phát, Âu Dương Ngọc Thụ có chút ít tò mò hỏi. Hai vị đạo hữu thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, vậy mà đã có tu vi như thế, có thể thấy được thiên phú siêu phàm nhất định là đệ tử đại tông môn không biết hai vị đến từ môn phái nào tuy âu dương ngọc thụ đang nói chuyện nhưng mà ánh mắt vẫn liếc trộm long ngưng tuyết đối với vị tiên tử phong hoa tuyệt đại kia trong ánh mắt của hắn tất cả đều là mê luyến long ngưng tuyết không nói gì như trước rất lãnh đạm tản mát ra một cổ khí tức cự nhân xa ngoài ngàn dặm khương tư nam thấy thế khẽ mỉm cười nói âu dương đạo hữu sư tỷ của ta bởi vì tu luyện công pháp tính cách hơi lạnh lùng hai người chúng ta không có môn phái đi theo sư tôn ta tu luyện lúc này đây cũng là đi ra tìm cơ duyên không nghĩ tới cơ duyên xảo hợp liền đi tới hải vực này khương tư nam cũng không nói mình là đệ tử đại la thiên tông dù sao người ngũ hành thánh tông giờ phút này vẫn còn khắp nơi lùng bắt hai người bọn họ vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn a à, có thể dạy ra đệ tử thiên tài như khương huynh đệ cùng long cô nương lệnh sư nhất định là một vị tuyệt thế cao nhân Âu Dương Ngọc Thụ khẽ cười nói, rồi chứng kiến Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết đơn giản tầm đó liền chém giết 10 lính tôn tướng cua, phần chiến lực này quả thực khủng bố, nhất là Khương Tư Nam, bất quá là pháp thiên cảnh hậu kỳ, chém giết cường giả yêu tộc anh thiên cảnh, như chém dưa thái rau, để cho trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi. Âu Dương Ngọc Thụ vốn cho rằng mình hơn 20 tuổi, đạt tới anh thiên cảnh sơ kỳ, đã tính toán có thiên tư siêu phàm, nhưng mà cùng hai vị này so sánh, mình còn kém không phải nhỏ tí tẹo. Hắn dáng người thon dài, khuôn mặt anh Tuấn, lưng cổng một thanh trường kiếm, thoạt nhìn rất có ba phần khí chất kiếm tiên, nhưng mà hết lần này tới lần khác Long Ngưng Tuyết đối với hắn ngay cả liếc mắt nhìn cũng không nhìn, để cho trong lòng của hắn có chút phiền muộn. Tam tiên đảo cách nơi đây vài nghìn dặm, mấy người đều toàn lực khởi hành, gần kề chỉ dùng hơn một canh giờ, liền thấy được một hòn đảo linh khí tràn ngập, xanh ung tươi tốt. Chỗ đó là tam tiên đảo. Ánh mắt Âu Dương Ngọc Thụ sáng ngời, khẽ cười nói. Tam tiên đảo thoạt nhìn rất khổng lồ, như một tiểu đại lục chiếm giữ ở trên biển, trên đảo đỉnh núi Thanh Tú, mây mù lượn lờ, mọc khắp cổ thụ che trời, còn có linh dược tiên đằng ống ánh lập lòe, thoạt nhìn tự như tiên gia thánh địa. Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết đi theo Âu Dương Ngọc Thụ, xuyên thẳng vân tiêu rơi xuống trên một ngọn núi, đây là một mảnh kiến trúc khổng lồ, cung điện mọc lên sang sát như rừng, quỳnh lâu ngọc vũ, lóe ra tiên quan hoa mỹ. Chứng kiến bọn người Âu Dương Ngọc Thụ, mười đệ tử trẻ tuổi thân bối trường kiếm bay lên chào, trong ánh mắt đều lóe ra thần sắc hưng phấn. Thiếu môn chủ, người rốt cục trở lại rồi, hai ngày nay môn chủ rất lo lắng, ngài nhanh đi gặp hắn A. À? Cha ta! Âu Dương Ngọc Thụ sững sờ, gật đầu nói. Cũng được, lúc này đây ta đi lâu như vậy, phụ thân đại nhân nhất định sẽ cực kỳ lo lắng, ta đi gặp hắn, hai vị này là khách quý của Ngọc Đỉnh Môn chúng ta, an bài bọn họ đến Phượng Lâm Quyển hảo hảo chiêu đãi không thể lãnh đạm. Nói xong Âu Dương Ngọc Thụ lại có chút ấy nấy nhìn Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết nói. Khương Huynh Đệ, Long Cô Nương, ta đi trước gặp cha ta thoáng một phát, sau đó sẽ dẫn kiến cho các ngươi, bí cảnh kia cũng sắp mở ra, đến lúc đó nhất định phải đưa cho hai vị hai danh ngạch. Âu Dương Huynh xin cứ tự nhiên. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, Long ngưng tuyết như cũ rất lãnh đạm đi theo đệ tử ngọc đỉnh môn về phía phượng lâm quyển ngọc đỉnh môn chiếm cứ phía nam tam tiên đảo phương viên vài trăm dặm tuy không bằng đại la thiên tông nhưng mà cũng không thể khinh thường sơn mạch phập phồng không ngớt ngọn núi như kiếm tùy ý có thể thấy được bảo dược cổ thụ quỳnh lâu ngọc vũ không một không hiển lộ rõ nội tình của ngọc đỉnh môn âu dương ngọc thụ đáp mây bay qua từng ngọn núi cuối cùng rơi vào một đỉnh núi hùng vĩ chỗ đó vân hải mờ ảo có một đại điện cổ xưa, cũng là địa phương của Ngọc Đỉnh Môn Môn Chủ. Đại điện phong cách cổ xưa mà hùng vĩ, vách tường pha tạp, phản phất như có kiếm quan sáng chói lượng lờ, Âu Dương Ngọc Thụ nhìn hai đồng tử trước đại điện mỉm cười, cất bước đi vào. Ngọc Thụ, ngươi trở lại rồi. Đi tìm Hắc Long Thảo vậy mà hao phí thời gian dài như vậy, có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không? Một thanh âm già nua, hơi kinh hỉ truyền đến. Trong đại điện có hai người, bên trong một cái mặt đạo bào thanh sắc, khuôn mặt già nua mà uy nghiêm, dáng người khôi ngô, ngồi ở chỗ kia như một hung thú ẩn núp, khí tức như uyên như biển, nhất là đôi mắt, hào quang sáng chói như tuyệt thế kiếm quang, phản phất như có thể nhìn thấu nội tâm người. Lão giả đạo bào này, dĩ nhiên là một đại năng thông thiên cảnh. Một cái khác thì là đồng tử mặt huyết sắc đạo bào, xem ra giống như hài đồng 8-9 tuổi, phấn điêu ngọc mại, nhưng mà trong ánh mắt có hào quang hung ác bạo ngược để cho người không rét mà run, giờ phút này khí tức toàn thân rất suy yếu, nhất là sắc mặt yếu ớt, phản phất như nhận lấy trọng thương. Nếu Khương Tư Nam ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra, đồng tử kia là thiên cương đồng tử, không nghĩ tới đào thoát ngũ hành thánh tông ngũ đức chân nhân đuổi giết, đi tới tam tiên đảo. Âu Dương Ngọc Thụ phản phất như nhìn thấy thiên cương đồng tử xuất hiện ở chỗ này một chút cũng không ngoài ý, khẽ mỉm cười nói. Phụ thân đại nhân, thiên cương sư thúc, hài nhi năm ngày trước tiến đến hắc long phủ trọng lấy hắc long thảo nguyên lai tưởng rằng rất thuận lợi ngày đó liền phản hồi nhưng mà không nghĩ tới hắc long thảo dược viên trong coi xâm nghiêm hài nhi cũng phí hết khí lực thật lớn mới trọng lấy ba gốc hắc long thảo nhưng mà cũng bị những lính tông tướng của thủ vệ kia một đường đuổi giết may mắn được hai vị đạo hữu nhân tộc tương trợ ta mới có thể trốn về hắn đem chuyện xảy ra mấy ngày nay từ đầu chí cuối nói một lần lão giả bận đạo bào kia đúng là Ngọc Đỉnh môn môn chủ, cũng là phụ thân của Âu Dương Ngọc Thụ Âu Dương Lâm, gật đầu nói. Hắc Long Thảo là linh dược chỉ Hắc Long Phủ mới có, mặc dù chỉ là linh dược cửu phẩm, nhưng mà tích chứa một tia chân Long Chi Lực, là linh dược chữa thương vô thượng. Hắc Long Phủ sao sẽ phái nhiều người như vậy trong coi? Thật sự là kỳ quái. Bất quá có thể được ba gốc Hắc Long Thảo, đúng không dễ, linh dược để thiên cương sư thúc ngươi chữa thương cũng đã gom góp đủ rồi, ít ngày nữa có thể khai lò luyện đan. Sư Điệt, những ngày nay may mắn mà có ngươi chạy ngược chạy xuôi thu thập linh dược, ngươi là thân thể thủy thuộc tính, chui u lam thần kiếm này mặc dù chỉ là cửu phẩm linh kiếm, nhưng lại là cực phẩm trong linh khí thủy thuộc tính, quy lực bất phàm, ngươi nhận lấy A. À. Trong ánh mắt thiên cương đồng tử cũng lộ ra vẻ vui mừng, ngón tay bắn ra, một đạo quan mang lập lòe, hóa thành một thanh trường kiếm màu xanh da trời, xanh bích như biển, linh quan lập lòe, tản mát ra sương mù mịt mờ, như đại hải thâm thúy, ông ông chiến minh, vô cùng có linh tính. Âu Dương Ngọc Thụ vui mừng quá đổi, lập tức đối với thiên cương đồng tử thi lễ nói. Đa tạ sư thúc. Ở trong Đông Hải, yêu tộc thế đại, thế lực nhân tộc tu chân giả tương đối nhỏ yếu, nhất là linh khí cao cấp cực kỳ khó được. Đông Hải không giống chân cương đại lục, có rất nhiều tông môn đỉnh cấp, luyện khí tông sư cường đại, ở đây linh khí cấp thấp không thiếu, nhưng linh khí cao cấp cực kỳ đắt đỏ, dù Âu Dương Ngọc Thụ là Ngọc Đỉnh môn thiếu môn chủ, hiện tại sử dụng vẫn chỉ là một kiện linh khí thất phẩm. Hắn vội vàng nhỏ ra một giọt máu tươi, sơ bộ luyện hóa U Lam thần kiếm thu vào trong cơ thể. Thiên cương đạo hữu, linh dược ngươi chữa thương đã gom góp đủ rồi, kế tiếp ta sẽ nhờ lão tổ giúp ngươi khai lò luyện đan, tin tưởng không lâu sau thương thế của ngươi có thể khỏi hẳn. Âu Dương Lâm chứng kiến chui U Lam thần kiếm kia, ánh mắt lóe lên, nụ cười trên mặt càng đậm vừa cười vừa nói vậy làm phiền âu dương đạo hữu rồi thiên cương đồng tử nhàn nhạt nói âu dương đạo hữu cũng xin yên tâm di tích không gian kia rất nhanh sẽ mở ra người biết cũng không nhiều nhưng mà bên trong bảo vật lại cực kỳ kinh người chờ ta khôi phục tu vi liền mang ngươi tiến đến âu dương lâm cười nói cái này dễ nói phụ thân đại nhân hai vị đạo hữu cứu hài nhi tự xưng là đệ tử một ẩn sĩ đại năng, nhưng mà ta xem bọn hắn khí chất bất phàm, thiên phú siêu tuyệt, có khả năng là chân truyền đệ của đỉnh cấp tông môn tử, phụ thân ngại có gặp bọn hắn một lần hay không? Âu Dương Ngọc Thụ lên tiếng nói. a à, chân truyền đệ tử của tông môn đỉnh cấp. Ở đây đã là chỗ sâu trong Đông Hải rồi, đệ tử những cấp tông môn đỉnh trong chân cương đại lục rất ít tới, bọn hắn tới nơi này là vì cái gì? Hơn nữa còn ẩn tàng thân phận. Trong con ngươi Âu Dương Lâm hiện lên một đạo quan mang, chậm rãi nói. Nhưng mà hắn nói phản phất như nhắc nhở thiên cương đồng tử, để cho ánh mắt thiên cương đồng tử lập tức lóe lên, liền vội vàng hỏi. Ngọc Thụ hiền chất, ngươi mau tả kia tướng mạo đặc thù, tu vi cảnh giới của hai người cho ta, càng kỹ càng càng tốt, ta có dự cảm, hẳn là gặp được bọn hắn rồi. Ngươi nói là, mấy đệ tử Đại La Thiên Tông, toàn thân Âu Dương Lâm lập tức chấn động, lên tiếng kinh hô, trong ánh mắt mang theo thần sắc không dám tin. Đệ tử Đại La Thiên Tông Âu Dương Ngọc Thụ có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là từ đầu chí cuối miêu tả đặc thù của Khương Tư Nam cùng Long Ngưng tuyết thoáng một phát. Quả nhiên là bọn hắn. Thiên Cương Đồng Tử cùng Âu Dương Lâm nhìn nhau, đồng thời đột nhiên đứng lên, toàn thân khí tức vô cùng cùng bạo lóe lên rồi biến mất, phô thiên cái địa tràn đầy toàn bộ đại điện, để cho sắc mặt Âu Dương Ngọc Thụ trắng bệch, cảm giác được có chút hít thở không thông sở dĩ bổn tọa bị trọng thương, biến thành bộ dạng hiện tại đều là tiểu tạp chủng kia ban tặng. Không nghĩ quả là oan gia ngõ hẹp, bọn hắn vậy mà tự mình đưa tới cửa. Trong ánh mắt thiên cương đồng tử lộ ra sát cơ ngập trời, thanh âm băng hàng khắc cốt. Hơn 10 ngày trước, chính là vì người ngũ hành thánh tông muốn đuổi giết mấy đệ tử đại la thiên tông, mới khiến cho đông hải tam thập lục yêu ma gặp phải tai họa ngập đầu. Hơn nữa Khương Tư Nam còn lợi dụng thiên cương đồng tử ngăn cản ngũ đức chân nhân đuổi giết để cho hắn cuối cùng không thể không cắn xé nhau thi triển bí pháp đào tẩu mới gặp phải trọng thương thiên cương đồng tử đối với người ngũ hành thánh tông tự nhiên là cực kỳ phẫn hận nhưng mà so sánh với đó đối với khương tư nam lợi dụng hắn hắn càng thống hận tới cực điểm hận không thể bầm thay vạn đoạn nghe được âu dương lâm giải thích âu dương ngọc thụ mới rốt cuộc hiểu rõ thiên cương sư thúc thần bí là làm sao bị thương dĩ nhiên là bị tiểu tử chỉ có pháp thiên cảnh hậu kỳ kia thiết kế hãm hại trong lòng của hắn cảm giác được một hồi không thể tưởng tượng nổi. Thiên cương đạo hữu, bọn hắn đã đưa tới cửa, vậy muốn báo thù cũng không vội ở nhất thời, chờ ngươi khôi phục tu vi, bọn hắn không phải là thịt cá trên thất gỗ, mặt ngươi xâm lược sao. Bất quá ngươi nói lòng ngưng tuyết kia chỉ là anh thiên cảnh viên mãn, vậy mà có thể cùng ngươi chiến ngang tay không rơi vào thế hạ phong, chân truyền đệ tử của Đại La Thiên Tông quả nhiên lợi hại. Âu Dương Lâm khẽ cười nói, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia sợ hãi tháng phục. Trong ánh mắt thiên cương đồng tử, tràn đầy thần mang bạo ngược cùng dết chóc, lạnh như băng, nghe vậy thanh âm lạnh lùng nói. Đó là tự nhiên, chân cương đại lục thập đại tông môn đỉnh cấp, từng cái đều là quái vật khổng lồ truyền thừa vạn năm, nội tình thâm hậu, có được thần thông bí pháp vô tận, lòng ngưng tuyết kia chỉ là anh thiên cảnh viên mãn, nhưng mà tu luyện thần thông đỉnh cấp thái thượng vong tình đạo, đạt đến đại thành, chỉ kém một tia có thể tu luyện tới viên mãn, tiểu tạp chủng Khương Tư Nam kia cũng không đơn giản, đều nói hắn chỉ cô động kim đan nhất phẩm. Nhưng mà ta xem hắn nhất định là kim đan cửu. Phẩm, chiến lực nghịch thiên, chém vết cường giả anh thiên cảnh, như là chém dưa thái rau. Hơn 10 ngày nay ngũ hành thánh tông dùng linh khí tuyệt phẩm, trăm vạn linh thạch thượng phẩm treo giải thưởng hai người bọn họ, cho nên ta hoài nghi trên người hai người bọn họ khẳng định có bí mật gì âu dương lâm gật đầu nói đã như vậy vậy hãy để cho ngọc thụ trước ổn định bọn hắn chờ ngươi khôi phục tu vi chúng ta động thủ như thế nào bảo vật trên người bọn họ ta và ngươi chia đều việc này không được để lộ tiếng gió chắc hẳn đồ vật có thể làm cho ngũ hành thánh tông coi trọng khẳng định có chút bất phàm tốt vậy thì cho bọn hắn sống nhiều hơn mấy ngày việc này cũng không thể để tam tiên lão tổ biết rõ nếu không sợ là chúng ta một chút chỗ tốt cũng kiếm không đến Thiên cương đồng tử dặn dò. Yên tâm, ta tự nhiên minh bạch. Âu Dương Lâm cũng là thế hệ sát phạt quyết đoán, giờ phút này ở đâu còn quản Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết đã cứu con hắn, hoàn toàn bị bảo vật cùng bí mật trên người bọn họ hấp dẫn. Không nói cái khác, chỉ cần trên người Khương Tư Nam hiển lộ phong lôi kiếm, hỗn nguyên thanh thiên kỳ, còn có Long Ngưng Tuyết băng phách thần quan kiếm, liền là ba kiện linh khí tuyệt phẩm. Phải biết rằng linh khí ở Đông Hải cực kỳ khó được, coi như là Âu Dương Lâm cũng phí hết thiên tân vạn khổ, mới nhận được một thanh linh khí tuyệt phẩm phi kiếm, nhưng mà trên người hai người này chỉ là biết đến thì có ba kiện linh khí tuyệt phẩm, không biết chỉ sợ còn có càng nhiều bảo vật. Hơn nữa có thể làm cho người ngũ hành thánh tông tốn hao khí lực lớn như thế đuổi giết, trên người bọn họ khẳng định không chỉ có linh khí tuyệt phẩm đơn giản như vậy, nói không chừng còn có linh khí vương phẩm. Nghĩ đến đây, liền để cho thiên cương đồng tử cùng Âu Dương Lâm hô hấp dồn dập, ánh mắt tỏa ánh sáng linh khí vương phẩm coi như là ở trong thập đại tông môn đỉnh cấp cũng cực kỳ trân quý mỗi một kiện linh khí vương phẩm đều có vô số lực lượng huyền diệu không lường được chất chứa động thiên tạo hóa âm dương diễn sinh ra linh tính chính là chí bảo trấn áp số mệnh nhất tông nhất tộc nếu nói trên người khương tư nam có linh khí vương phẩm thiên cương đồng tử càng nghĩ càng có khả năng dù sao sư tôn của khương tư nam được xưng là trận đạo vương giả dịch thiên cơ trận đạo vương giả lại là đan vương cùng khí vương cường đại, có thể luyện chế ra linh khí vương phẩm. Khương Tư Nam tham gia chân truyền thí luyện, dịch thiên cơ truyền cho hắn một kiện linh khí vương phẩm cũng không phải là không có khả năng. Hơn nữa thiên cương đồng tử nhớ rõ, sau khi mình trốn đi ngủ đức chân nhân đuổi giết Khương Tư Nam, vậy mà lại để cho hắn và Long Ngưng Tuyết chạy thoát, nếu không phải có linh khí vương phẩm, bọn hắn làm sao có thể chạy thoát. Thiên cương đồng tử cùng Âu Dương Lâm nhìn nhau, lập tức liền quyết định phải phát khương tư nam âu dương ngọc thụ nghĩ nghĩ nói phụ thân đại nhân sư thúc ta đã đáp ứng bọn hắn để cho bọn hắn tiến vào bí cảnh tu luyện nói như vậy ta phải nghĩ biện pháp ngăn chặn bọn hắn bí cảnh trong nội tâm âu dương lâm khẽ động bí cảnh một không gian kỳ dị của tam tiên đảo ta linh khí dồi dào hơn nữa ẩn chứa một tia thuần dương chi khí đối với vượt qua ải đột phá có chỗ tốt rất lớn chỉ có điều trong đó linh khí cực kỳ cuồng bạo cũng không thích hợp thời gian dài tu luyện chỉ có thể dùng làm vượt qua ải đối với đột phá đến pháp thiên cảnh cùng anh thiên cảnh đều có trợ giúp rất lớn nhưng mà đối với anh thiên cảnh viên mãn cô động nguyên thần sẽ không có tác dụng lớn như vậy rồi ta xem có thể dù tiến vào bí cảnh ngắn ngủn vài ngày bọn hắn cũng không thể nhảy ra bọt sóng ngược lại có thể che giấu thân hình của bọn hắn đã có thể kéo bọn hắn lại không cho người kim đỉnh môn cùng ngân đỉnh môn phát hiện như vậy đi, ngọc thụ, bí cảnh nhất định phải có ngọc đỉnh lệnh của ta mới có thể mở ra. Ngươi cầm ngọc đỉnh lệnh của ta, để vào 10 viên linh thạch tuyệt phẩm, có lẽ đầy đủ bọn hắn tu luyện nửa tháng thời gian. Thiên cương đồng tử cũng ánh mắt sáng ngời, cười lạnh nói. Âu Dương Đạo hữu biện pháp này tốt, bí cảnh kia ta cũng đã nghe nói, đối với tu chân giả cấp thấp hữu dụng, đối với anh thiên cảnh trở lên, tác dụng liền cực kỳ bé nhỏ, để cho bọn hắn ở bên trong ngốc 10 ngày nửa tháng, coi như là biến tướng nhốt lại a à. âu dương ngọc thụ từ chỗ âu dương lâm đó tiếp nhận một lệnh bài màu trắng quay người hưng phấn rời đi chân truyền đệ tử của đại la thiên tông chật 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 hai người bọn họ đã nhất định phải chết ta có thể cầu phụ thân cùng sư thúc ban lòng ngưng tuyết cho ta nhân gian tuyệt sắc như vậy toàn bộ tam tiên đảo cũng tìm không thấy một cái dọc theo con đường này nàng cao ngạo như vậy nhìn cũng không nhìn bổn thiếu gia ta ngược lại muốn nhìn đến lúc đó ngươi làm sao ở dưới thân bổn thiếu gia rên rỉ cầu xin tha thứ âu dương ngọc thụ lạnh lùng cười cười trên mặt lộ ra dâm tà trước kia hắn còn có chút kiên kỵ thân phận của khương tư nam cùng long ngưng tuyết hôm nay lại không cố kỵ chút nào rồi ý nghĩ trong lòng lập tức bại lộ ra phượng lâm quyển là chỗ ngọc đỉnh môn tiếp khách nhân tôn quý nhất ở đây trúc lâm đẹp và tĩnh mịch phi bọc suối chảy mấy tòa trúc lâu thoạt nhìn vô cùng tinh xảo ánh mắt của khương tư nam mở ra lộ ra một tia lãnh mang. Thiên cương đồng tử vậy mà ở chỗ này. Các ngươi đã muốn đối phó chúng ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thời điểm Âu Dương Ngọc Thụ đi gặp Ngọc Đỉnh môn môn chủ Âu Dương Lâm, lúc ấy trong nội tâm Khương Tư Nam khẽ động, lại để cho Long Hoàng dùng một tia nguyên thần bám vào trên người Âu Dương Ngọc Thụ, dùng cảnh giới của Long Hoàng, bọn hắn căn bản phát hiện không được, cho nên tự nhiên liền gặp được Thiên Cương Đồng Tử cùng Âu Dương Lâm, cũng đã nghe được bọn hắn mưu đồ bí mật nhất là cuối cùng nghe được cách nghĩ của Âu Dương Ngọc Thụ, muốn mưu đồ Long Ngưng Tuyết, càng làm cho trong lòng của hắn sinh ra một tia sát cơ. Sư tỷ, người quen biết cũ của chúng ta Thiên Cương Đồng Tử, cũng ở trên Tam Tiên Đảo. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói, đối diện Long Ngưng Tuyết xếp bằng ở trên bồ đoàn, nghe được Khương Tư Nam nói xong, trong ánh mắt đột nhiên bắn ra một đạo hàng quang lạnh như băng, nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên hạ thấp. Chúng ta trực tiếp đi giết thiên cương đồng tử, sau đó rời nơi đây, chỉ bằng một thông thiên cảnh sơ kỳ âu dương lâm ngăn không được chúng ta thanh âm của long ngưng tuyết đằng đằng sát khí dù tính cách nàng đạm mạc giờ phút này cũng nhịn không được phẫn nộ bất kể như thế nào hai người bọn họ cuối cùng là cứu được âu dương ngọc thụ nhưng mà đôi phụ tử này lan tâm cẩu phế trong nháy mắt liền quên tất cả còn muốn mưu đồ hai người bọn họ khương tư nam vội vàng ngăn cản nàng cười nhạt nói sư tỷ hiện tại còn không phải lúc vừa rồi nghe bọn hắn nói trên tam tiên đảo còn có một tam tiên lão tổ rất có thể là một đại năng tuyệt đỉnh dù không phải vương giả cũng khẳng định hết sức lợi hại dết thiên cương đồng tử không thể hành động thiếu suy nghĩ nếu không ngay cả chúng ta cũng chết chỗ này a à, vậy khương sư để có biện pháp nào sư tỷ bí cảnh kia hình như là một không gian nguyên khí ta xem chúng ta không bằng tương kế tựu kế trước giả ý tiến vào bí cảnh chờ bọn hắn buông lỏng cảnh giác sau đó thừa dịp thiên cương đồng tử chữa thương vết hắn trở tay không kịp vết hắn xong chúng ta liền ly khai nơi đây như thế nào khương tư nam nói ý nghĩ của mình hơn nữa hắn đối với bí cảnh kia cũng rất tò mò long hoàng cũng nói cho hắn biết có thể đi loại không gian bí cảnh này nhìn nói không chừng có thể tìm được cơ duyên nào đó long ngưng tuyết trầm ngâm một chút cũng gật đầu đáp ứng quả nhiên không lâu lắm âu dương ngọc thụ vẻ mặt mỉm cười đi tới trong phượng lâm Uyển khương huynh đệ long cô nương vì báo đáp ân cứu mạng của các ngươi cha ta đã đáp ứng cho các ngươi tiến vào bí cảnh tu luyện chỉ là hắn bây giờ còn đang bế quan để cho ta trước mang bọn ngươi đi bí cảnh chờ sau khi đi ra lại cùng các ngươi tương kiến âu dương ngọc thụ nói rõ ý đồ đến khương tư nam cùng long ngưng tuyết nhìn nhau trong ánh mắt lộ ra một tia thâm ý tuy trong nội tâm khương tư nam cười lành nhưng mà biểu hiện vẫn treo nụ cười ôn hòa lộ ra rất kinh hỉ vội vàng nói chúng ta cứu ngươi chỉ là tiện tay mà thôi bí cảnh này trân quý như thế chúng ta làm sao không biết xấu hổ đoạt cơ duyên của ngọc đỉnh môn các ngươi bất quá nhìn âu dương huynh một mảnh thành ý hai người chúng ta liền từ chối thì bất kính rồi đa tạ đâu có đâu có so sánh với ân cứu mạng bí cảnh này lại không coi vào đâu hiện tại ta liền mang hai vị đi nghe được khương tư nam đáp ứng trong nội tâm âu dương ngọc thụ vui vẻ cười nở hoa tốt kính xin âu dương huynh dẫn đường khương tư nam cùng long ngưng tuyết nhìn nhau đều âm thầm nhẹ gật đầu đi theo âu dương ngọc thụ ra phượng lâm quyển bí cảnh nghe nói là một không gian bí cảnh lúc thượng cổ liền lưu lại bên trong linh khí dồi dào ngưng tụ thành linh vụ cùng linh dịch nghe nói còn có cửu dương chi khí tồn tại chỉ là rất thưa thớt bên trong linh khí cực kỳ cùng bạo người bình thường đi vào tối đa một tháng phải đi ra nếu không sẽ bị những linh khí cùng bạo kia tổn thương kinh mạch nhưng mà người tiến vào bí cảnh tu luyện từng cái đều có thể đạt được thu hoạch thật lớn cảnh giới tăng lên nhất là chân thiên cảnh viên mãn cùng pháp thiên cảnh viên mãn có năm thành nắm chắc có thể ở bên trong trực tiếp đột phá đại cảnh giới nhưng mà bí cảnh mở ra cũng rất khó khăn chỉ có ba lệnh bài phân biệt nắm giữ ở trong tay kim đỉnh môn ngân đỉnh môn cùng ngọc đỉnh môn tam đại môn chủ mỗi một lần mở ra đều chỉ có thể vào hai người còn cần linh thạch tuyệt phẩm gia trì mà tiếp theo mở ra liền phải chờ tới một năm sau cho nên bí cảnh này có thể nói là địa phương đệ tử cấp thấp của ba đại tông môn mong đợi nhất. Âu Dương Lâm coi như là bỏ hết cả tiền vốn, thoáng cái liền đưa ra hai danh ngạch. Ngọc Đỉnh Môn Linh Sơn Thanh Tú, tiên vụ lượng lờ, đi theo Âu Dương Ngọc Thụ bay qua và Linh Sơn, Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết rơi vào trong một sơn cốc. Trong sơn cốc có một tế đàn phong cách cổ xưa, hiện lên hình vuông, cao chính trượng, rộng chính trượng, dài chính trượng, tản ra quan mang nhàn nhạt, trên tế đàn có một cửa đá, điêu khắc lấy vân văn phượng truyện, cực kỳ thần bí. Hai vị đạo hữu, nơi này chính là tế đàn mở ra bí cảnh, trong bí cảnh linh khí cực kỳ dồi dào, ở thời gian càng lâu, hiệu quả tu luyện càng tốt, hy vọng hai vị ở chỗ này tu vi đều có thể đạt được đột phá. Trên mặt Âu Dương Ngọc Thụ treo dáng tươi cười nhàn nhạt, chậm rãi đi lên tế đàn, hắn lấy ngọc đỉnh lệnh khảm lên, sau đó theo thứ tự để vào 10 viên linh thạch tuyệt phẩm ống ánh lập lòe lập tức cả tòa tế đàn khẽ run một đạo khí tức không hiểu tràn ngập ra cửa đá đột nhiên đại phóng hào quang bạch quang rừng rực mà chói mắt cửa đá tạo thành một thông đạo thông hướng một không gian không biết long hoàng như thế nào khương tư nam hỏi không có nguy hiểm trong này là một tiểu không gian linh khí cực kỳ cùng bạo nhưng lại có một tia cửu dương chi khí thoạt nhìn có chút không đơn giản a à, chờ ta đi vào tinh tế điều tra thoáng một phát thanh âm Long Hoàng có chút kinh ngạc truyền đến. Vậy tốt, ngươi phân ra một tiên nguyên thần đi theo Âu Dương Ngọc Thụ, xác minh tình hình của Ngọc Đỉnh Môn, còn có địa phương thiên cương đồng tử bế quan, cẩn thận một chút, không nên để phát hiện. Yên tâm đi, bọn hắn tu luyện trăm năm nữa cũng phát hiện không được bổn hoàng. Trong nội tâm Khương Tư Nam quyết định, nhìn Âu Dương Ngọc Thụ, trên mặt hiện ra vẻ cảm kích nói. Đa tạ Âu Dương Huynh, ta cùng sư tỷ vô cùng cảm kích. Âu Dương Ngọc Thụ hơi không xem xét kỹ nhìn thoáng qua lòng ngưng tuyết, trong ánh mắt lộ ra một tia dị sắc, sau đó ngẩng đầu thành khẩn nói với hai người. Khương Huynh để sao lại nói như vậy, bất quá là một bí cảnh mà thôi, kém xa ân cứu mạng của các ngươi, mau vào đi. Khương Tư Nam gật đầu cười, ai cũng không có phát giác một tia chấn động kỳ dị từ trên người Khương Tư Nam bay ra, bám vào trên người Âu Dương Ngọc Thụ, sau đó hắn và Long Ngưng Tuyết cất bước vào trong cửa đá. Oanh! khương tư nam cùng lông ngưng tuyết vừa tiến đến liền cảm giác được khí tức cùng bạo đập vào mặt bốn phía tất cả đều là một mảnh trắng xóa tràn đầy linh vụ thậm chí dưới chân có một tầng hơi mỏng tất cả đều là linh khí hóa lỏng thành linh dịch tinh thuần nhất trong không gian này tràn đầy linh khí cùng bạo khương tư nam hít sâu một hơi lập tức một tia linh khí màu trắng chui vào trong miệng hắn sau đó tứ tán ra tràn ngập tứ chi của hắn táo bạo mà rừng rực như từng đoàn từng đoàn linh khí chi hỏa thiên địa linh khí yêu khí ma khí âm dương sát khí lôi đình nguyên khí phong nguyên khí cửu dương chi khí ông trời ơi đây rốt cuộc là địa phương nào tại sao có thể có linh khí phong bạo lộn xộn như thế thanh âm long hoàng vô cùng kinh ngạc truyền đến khương tư nam cũng gật đầu nói trách không được người bình thường ở chỗ này không thể vượt qua một tháng linh khí hỗn tạp như thế nhất định phải tinh lọc mới có thể hấp thu thời gian dài rất có thể sẽ tổn thương kinh mạch toàn thân khương tư nam dâng lên hào quang hỏa diễm kim sắc lưu chuyển những linh khí hỗn tạp bị hấp thu đến kia lập tức liền bị ngọn lửa rèn luyện hình thành linh khí tinh thuần nhất bị hắn hấp thu hơn nữa pháp lực của khương tư nam không có thuộc tính có tính thôn phệ cùng lực đồng hóa rất mạnh vô luận là linh khí ma khí hay yêu khí tất cả đều có thể hấp thu cuối cùng hóa thành pháp lực kim sắc tinh khiết thần hồn của hắn phóng thích ra phát hiện không gian này chỉ có phương viên hơn 10 dặm, tất cả đều là một mảnh sương mù mênh mông, mắt thường không thể nhìn, dưới chân như một cái ao, ẩn chứa linh dịch khổng lồ, ở chỗ này nhìn không tới thiên, nhìn không tới địa, chỉ là một mảnh hỗn hỗn độn độn. Trong ánh mắt Long Ngưng Tuyết cũng hiện lên một tia kỳ dị, Khương Tư Nam chứng kiến những linh khí hỗn tạp kia, thời điểm tới gần Long Ngưng Tuyết, lập tức liền trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, sau đó từ trong đó bị rút ra một tia khí lưu màu ngà sữa tản ra chí dương chi khí, thần thánh mà không rảnh, chui vào trong cơ thể Long Ngưng Tuyết. Đó là thuần dương chi khí. Khương Tư Nam hỏi. Sư tỷ, ngươi cảm giác như thế nào? Long Ngưng Tuyết tay áo bồng bềnh, ở trong linh vụ mịt mờ càng nhiều vài phần thần bí, con ngươi nàng như đại hải thanh tịnh, trên người có một loại chấn động kỳ dị lưu chuyển. Cảm giác thật kỳ diệu. Nhiều linh khí hỗn tạp như vậy đang vào cùng một chỗ, ngược lại có một loại lực lượng để cho người nhìn thấu tâm linh, với ta mà nói tác dụng không lớn, bất quá thuần dương chi khí trong những linh khí này, ngược lại có thể đánh bóng pháp lực của ta. Đối với ngươi có lẽ có tác dụng rất lớn, nhìn xem có thể mượn nó đột phá hay không. Thanh âm của Long ngưng tuyết phiêu miểu, trong ánh mắt có một tia chờ mong, tuy Khương Tư Nam vừa đột phá không lâu, nhưng mà bí cảnh này xác thực là một cơ duyên chi địa, đối với cường giả dưới anh thiên cảnh có rất nhiều chỗ tốt ta cũng cảm giác ở đây đối với ta có lẽ có chút tác dụng bất quá không gian này rất thần bí thậm chí có nhiều linh khí hỗn tạp như vậy đang vào xem ra không giống bình thường ta phát giác bí cảnh này chỉ có hai người chúng ta xem ra kim đỉnh môn cùng ngân đỉnh môn cũng không có người tiến đến khương tư năm nhẹ gật đầu hắn nghĩ nghĩ khẽ mỉm cười nói sư tỷ bây giờ chúng ta ở đây tu luyện hai ngày ta nghĩ biện pháp dò xét chỗ của thiên cương đồng tử chờ hắn bế quan chữa thương chúng ta liền một lần hành động dết ra ngoài, sau đó rời đi tam tiên đảo, như thế nào? Long ngưng tuyết nhẹ gật đầu. Hết thảy do Khương Sư Đệ làm chủ. Trong lòng của nàng đối với Khương Tư Nam càng ngày càng hiếu kỳ, tiểu sư đệ này mỗi một lần đều có thể cho nàng kinh hỉ, nhất là từ sau sự kiện ở Ao Sen, tâm nàng vốn là giếng nước yên tĩnh, bởi vì Khương Tư Nam mà giống như nổi lên một tầng trung động. Loại cảm xúc này làm cho nàng có chút kinh ngạc, phải biết rằng nàng tu luyện thái thượng vong tình đạo trọng yếu nhất là vong tình đốt diệt bản thân dùng thiên tâm chiếu tâm ta đạt tới loại trạng thái đại đạo mênh mông thiên đạo vô tình cho nên cho tới nay nàng đối với bất kỳ người nào cũng sắc mặt không thay đổi lạnh như băng hôm nay loại tâm tình này bị đánh phá làm cho nàng khiếp sợ lại có chút sầu lo nàng không biết loại biến hóa này là tốt hay xấu rời bỏ chân ý của thái thượng vong tình rất có thể làm cho môn thần thông đỉnh cấp này thất bại trong gan tất, vĩnh viễn không đạt được viên mãn, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Khương Tư Nam lại không biết nỗi lòng nàng phức tạp, mà khoanh chân ngồi xuống, con mắt nhắm lại, thần hồn lan tràn về phía bốn phương tám hướng. Đồng thời Long Hoàng cũng tinh tế điều tra bí cảnh này, trên mặt biểu lộ khi thì kinh hỉ khi thì nghi hoặc, phản phất như phát hiện cái gì. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Tiểu tử, ở đây quả nhiên không tầm thường, cất giấu một bí mật rất lớn. Đột nhiên, thanh âm vô cùng kinh hỉ của Long Hoàng truyền tới. Tuy không gian này chỉ có phương viên hơn 10 dặm, nhưng lại ẩn chứa linh khí cùng bạo mà hỗn tạp, căn bản không biết từ đâu tới. Lực lượng thần hồn của Long Hoàng vô cùng cường đại, dọc theo không gian bích chướng dò xét, rất nhanh liền phát hiện địa phương kỳ quái. Tiểu tử, ta rốt cuộc biết những linh khí hỗn tạp này là làm sao hình thành rồi, Vốn ta còn tưởng rằng không gian này là một tiết điểm của vô số không gian thông đạo, liên thông thế giới khác, nhưng mà về sau phát hiện ở đây vô cùng vững chắc, căn bản không thể nào là tọa độ không gian, mà là từ một không gian khác tràn ra. Long Hoàng nói để cho Khương Tư Nam sững sờ. Một không gian khác? Có ý tứ gì? Long Hoàng khẽ mỉm cười nói. Chỗ này phong ấn thật sự là quá cường đại, trải qua trên vạn năm vẫn còn rất mãnh liệt. Thiếu chút nữa ngay cả ta cũng bị lừa gạt, nhưng cũng chính bởi vì thời gian quá lâu, cho nên phong ấn có một chút buông lỏng, làm cho khí tức một không gian khác tràn ra, ở chỗ này tạo thành cái gọi là bí cảnh. Cho nên trong mắt của ta, đó cũng không phải bí cảnh gì, mà là một phong ấn chi địa, phong ấn lấy một không gian bí cảnh, chỉ là thời gian trôi qua quá dài, cho nên làm cho phong ấn buông lỏng, tạo thành một không gian kỳ dị như vậy. Long trảo của Long Hoàng đánh ra mấy cái ấn quyết kỳ dị, hình thành một đạo hỏa diễm sáng chói, rừng rực mà chói mắt, phản phất như ngay cả hư không cũng muốn bốc cháy lên, không gian bích chướng rung rẩy, sau đó lộ ra một tia ánh sáng, đang vào cùng một chỗ, hơn nữa có chút linh khí cùng bạo theo những sợi tơ kia tràn ra. Hắc hắc, cái phong ấn này cực kỳ huyền diệu, coi như là vương giả cũng không nhất định có thể phát hiện, buồn cười ba tông môn trên tam tiên đảo chỉ cho là bí cảnh bình thường, không có nghĩ qua những linh khí cùng bạo này rốt cuộc là làm sao hình thành. Long Hoàng cực kỳ đắc ý, đồng thời trong ánh mắt phóng ra trận trận tinh quang. Chỉ tràn ra một chút liền cuồng bạo như thế, cũng không biết cái phong ấn này rốt cuộc là không gian gì. Nói không chừng cất giấu đại bí mật cũng nói không chừng. Khương Tư Nam cũng bị phát hiện của Long Hoàng làm chấn kinh rồi, tuy hắn cũng cảm giác được bí cảnh này không tầm thường, nhưng mà không nghĩ tới vậy mà cất giấu một không gian thần bí. Không gian bí cảnh chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, có chút là cường giả thượng cổ đại năng lưu lại động phủ, có chút là tự nhiên hình thành thiên địa bảo khố, nhưng vô luận loại nào đều đại biểu cho đại cơ duyên không cách nào đánh giá. Khương Tư Nam cũng có chút ít kích động hỏi. Long Hoàng, ở đây phong ấn có thể phá vỡ hay không? Phá vỡ cũng không phải dễ dàng, nhưng mà động tay chân để cho chúng ta đi vào, có lẽ vẫn có thể làm được, cho ta hai ngày thời gian, ta đến nghiên cứu thoáng một phát, ngươi xem cái phù văn này, cái chữ truyện này tất cả đều là bí thuật thời kỳ thường của a ẩn chứa đại bí mật long hoàng rất hưng phấn tinh thần chìm vào nghiên cứu hai ngày sau vừa vặn ta cũng có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này tu luyện thoáng một phát nhìn xem có thể đột phá đến viên mãn hay không khương tư nam thì thào tự nói trong ánh mắt lộ ra một tia chờ mong trước kia sau khi chiến đấu tu vi của hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới pháp thiên cảnh viên mãn hôm nay tại đây linh khí cùng bạo Đối với người khác mà nói có khả năng phải cẩn thận từng ly từng tí luyện hóa, nhưng mà đối với Khương Tư Nam mà nói lại căn bản không phải vấn đề. Long Ngưng Tuyết đã ngồi ở một bên, quanh thân lượng lờ lấy linh vụ, một tia thuần dương chi khí lóe ra điểm điểm hào quang, nhào nhào chui vào trong thân thể của nàng, làm cho cả người nàng trở nên càng không linh cùng trong vắt. Khương Tư Nam cùng Long Hoàng mờ ám nàng cũng không có phát hiện, phản phất như chìm vào ngộ đạo cảnh, mi tâm tản ra quang mang nhàn nhạt. Chiếu sáng chung quanh ba thước. Quanh. Trong cơ thể Khương Tư Nam, Hồng Mông Tạo Hóa Kinh cùng Thuần Dương Ngọc Hoàng Kinh, hai đại kinh văn đồng thời vận chuyển, chung quanh linh khí cùng bạo lập tức lao qua. Pháp lực kim sắc hình thành hải dương, mãnh liệt mà thâm thúy, những linh khí hỗn tạp kia bị rửa sạch cùng đốt cháy, trở nên tinh khiết cùng không rảnh, một bộ phận dung nhập đến trong huyết mạch cùng thân hình của hắn, cường hóa thân thể, một bộ phận hóa thành pháp lực kim sắc bàn bạc phân biệt dung nhập đến huyệt khiếu quanh thân. Hôm nay Khương Tư Nam mở một vạn không gian huyệt khiếu, mỗi một không gian huyệt khiếu đều như một viên tinh thần sáng chói, phóng ra hào quang hoa mỹ, hơn nữa phù văn lập lòe, lẫn nhau tầm đó phản phất như tạo thành một loại đại trận thần bí, để cho nhục thể của hắn trở nên càng chắc chắn. Trong không gian huyệt khiếu quanh thân, pháp lực kim sắc hình thành biển lớn mênh mông, vô cùng dồi dào, hơn nữa theo Khương Tư Nam không ngừng luyện hóa linh khí, pháp lực gia tăng càng nhanh chóng. Tại đây tuy linh khí hỗn tạp, có rất nhiều lực lượng thuộc tính bất đồng hỗn hợp chung một chỗ, nhưng mà phần lớn là một ít năng lượng cao cấp, nhất là thuần dương chi khí, mặc dù chỉ tích chứa một tia, nhưng là năng lượng chỉ vương giả cảnh mới có thể từ trong hư không ngưng luyện ra được, cực kỳ cường đại. Cho nên Khương Tư Nam ở chỗ này tu luyện, quả thực là như cá gặp nước, tiến triển cực nhanh, tầng bình cảnh hơi mỏng kia trở nên lung lay sắp đổ. Đến cuối cùng, vạn đạo quang mang lập lòe, đồng thời chiếu sáng mảnh không gian này, toàn thân Khương Tư Nam bao phủ ở giữa kim quang, khí tức lập tức tăng vọt, một cổ chấn động đột phá tràn ngập ra. Pháp thiên cảnh viên mãn, thành. Con mắt của Khương Tư Nam mở ra, lộ vẻ vui thích nhàn nhạt, hắn bởi vì cô động kim đang thập phẩm chấn nhiếp cổ kim, tu vi trực tiếp đạt đến pháp thiên cảnh hậu kỳ, tăng thêm hắn tích lũy khổng lồ, hôm nay càng tiến một bước, pháp thiên cảnh viên mãn, bước tiếp theo muốn ngưng kết nguyên anh đột phá đến anh thiên cảnh. Từ đột phá pháp thiên cảnh đến bây giờ, bất quá là mấy tháng thời gian, liền bằng người khác tu luyện vài năm thậm chí vài chục năm, nếu để cho người khác biết rõ, nhất định sẽ phiền muộn thổ huyết. Hắn cũng không có định chỉ tu luyện, ở đây linh khí nồng đậm dồi dào như thế, tuy còn không đạt đến tình trạng để cho hắn mở không gian huyệt khiếu mới, nhưng mà có thể dùng để cường hóa pháp lực, tăng cường nội tình. Hôm nay Khương Tư Nam, lĩnh ngộ vạn đạo tiểu thần thông tinh túy, đã coi là nhân vật tông sư, tầm mắt nhìn càng xa, hắn biết rõ con đường tu chân, nhất bộ nhất đăng thiên, chỉ có đạp ổn mỗi một bước, đúc thành đạo cơ chắc chắn, mới có thể ở trên con đường này đi xa hơn. Hắn ở chân thiên cảnh tích lũy vô cùng hùng hồn, để cho hắn ngưng kết kim đan thập phẩm từ xưa đến nay chưa hề có, như vậy thời điểm ngưng kết nguyên anh, hắn tự nhiên cũng muốn đạt tới cảnh giới lợi hại hơn. Nếu như nói thần thông kim đan ở pháp thiên cảnh, chỉ là vừa thai ngén tánh mạng, như vậy anh thiên cảnh ngưng kết nguyên anh là tánh mạng thành hình chính thức trở thành hài nhi mà thông thiên cảnh luyện ra nguyên thần thì là người trưởng thành tam đại cảnh giới này từng cảnh giới tầm đó đều kém thật lớn nhất là anh thiên cảnh cùng thông thiên cảnh tầm đó chênh lệch không thể tính toán cho nên ở toàn bộ tu chân giới dưới pháp thiên cảnh xem như tu chân giả cấp thấp không chịu nổi một kích pháp thiên cảnh cùng anh thiên cảnh xem như bước vào giai đoạn cất bước nắm giữ lực tự bảo vệ mình nhất định nhưng vẫn không đủ, chỉ có đến thông thiên cảnh, thần thông quảng đại, mới coi là cường giả. Oanh Theo Khương Tư Nam thúc giục hai đại kinh văn, linh khí cùng bạo chung quanh, lập tức trở nên càng thêm cuồng bạo, như vòi rồng, gào thét lên vọt về phía Khương Tư Nam. Thân thể của hắn kim quang sáng chói, phản phất như tạo thành một vòng xoáy kim sắc, bắt đầu thôn phệ tất cả linh khí, ai đến cũng không cự tuyệt, cũng không sợ bị những linh khí này chống đỡ phát nổ chấn động lớn như vậy ngay cả long ngưng tuyết cũng bị đánh thức vẻ mặt kinh ngạc nhìn khương tư nam làm ra động tĩnh ở đây linh khí hỗn tạp như thế coi như là long ngưng tuyết cũng không dám trực tiếp thôn phệ vào trong cơ thể dù sao linh khí của nhân loại tu chân giả cùng ma khí của ma đạo tu chân giả còn có yêu tộc yêu khí cùng với dị tộc khác đều không giống nhau mạo mùi luyện hóa rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma nhưng nhìn bộ dạng của khương tư nam ở đâu có nửa phần dấu hiệu muốn tẩu hỏa nhập ma hắn bảo tướng trang nghiêm, hai mắt buông xuống, toàn thân phát ra bảo huy ống ánh, khí tức từng điểm từng điểm tăng cường. đến hai ngày sau, trong bí cảnh này, linh khí cùng bạo phương viên hơn 10 dặm tính cả linh dịch, tất cả đều cắn nuốt. lúc này mới chậm rãi mở mắt, vẫn mang theo một tia chưa hết thầm thèm. khương sư đệ, ngươi thật đúng là lợi hại. tuy long ngưng tuyết sớm đã biết rõ khương tư nam rất thần bí, nhưng mà giờ phút này vẫn còn có chút khiếp sợ trong ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Khương Tư Nam mỉm cười, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên thanh âm kinh hỉ của Long Hoàng ở trong đầu hắn vang lên. Tiểu tử, ta đã mở ra phong ấn, mau tới đây. Ánh mắt của Khương Tư Nam biến đổi, lộ ra một tia kinh hỉ đối với Long Ngưng Tuyết nói gấp. Sư tỷ đi theo ta. Hắn và Long Ngưng Tuyết cùng một chỗ, bay hơn 10 dặm, đi tới bích chướng của không gian bí cảnh, chỗ đó linh quang mờ mịt, phù văn lập lòe, loáng thoáng xuất hiện một thông đạo, giống như thông hướng một địa phương khác. Linh khí cùng bạo mà hỗn tạp, từ một bên khác vọt tới, vô cùng tinh thuần. Sư đệ, đây là... Long ngưng tuyết cũng chấn kinh, không nghĩ tới bí cảnh này vậy mà sẽ cất giấu bí mật như vậy, dùng ánh mắt của nàng sao nhìn không ra, cái này phong ấn lấy đúng là một không gian bí cảnh. Khương Tư Nam giải thích nói. Sư tỷ, vừa rồi lúc ta tu luyện, cảm giác được bí cảnh kỳ dị này không tầm thường một mực đang tự hỏi những linh khí cùng bạo kia là từ đâu đến, về sau rốt cục bị ta phát hiện chỗ này, vậy mà thông hướng một bí cảnh không biết khác. Khương Tư Nam Gia mặt rất dày, mặt không đổi sắc tim không nhảy, trực tiếp lấy hết công lao của Long Hoàng, để cho Long Hoàng trợn trắng mắt, phỉ bán không thôi. Người Ngọc Đỉnh Môn vậy mà không có phát hiện chỗ phong ấn này, cũng không biết một bên khác đến cùng là địa phương nào, sư đệ, chúng ta mau mau đến xem được không? Tự nhiên phải đi nhìn xem, sư tỷ trong không gian bí cảnh, đều ẩn chứa đại cơ duyên, chúng ta ngược lại có thể đi vào thử thời vận. Khương Tư Nam mỉm cười, trong nội tâm thúc dục Long Hoàng làm ra một lối đi, sau đó cùng Long Ngưng Tuyết cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Tiểu tử, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, không gian bí cảnh này dù có cơ duyên, nhưng cũng không ít nguy hiểm, ngươi mạo mạo thất thất đi vào như vậy, cũng không nên ném mệnh nha. Thanh âm của Long Hoàng vang lên. Khương Tư Nam lơ đến nói yên tâm đi, chúng ta là trước vào xem, có tiện nghi không chiếm là vương bác đảng, bảo vật ở đây cũng không thể tiện nghi cho đám vương bác đảng ngọc đỉnh môn kia. Long Hoàng, ngươi có thể khôi phục nguyên trạng phong ấn hay không, để cho bọn hắn không phát hiện được. Hắc hắc, cái này còn cần ngươi nói sao? Ta không có phá hư phong ấn kia, chỉ mở ra một thông đạo mà thôi, ngươi yên tâm đi, những người kia khẳng định phát hiện không được, hơn nữa ta còn hơi động tay chân. Nếu vạn nhất bọn hắn phát hiện thông đạo nơi đây, cường công tiến đến, hậu quả kia. Khắc khắc. Long Hoàng lộ ra dáng tươi cười vô cùng gian trá, thoạt nhìn cực kỳ hèn mọn bị ổi. Lúc này Khương Tư Nam mới yên lòng, cùng Long ngưng tuyết xuyên qua thông đạo, đi tới một thế giới khác. Trời rất cao, rất bao la. Đây là một thế giới âm u, tràn đầy khí tức âm hàng lạnh như băng, đại địa bao la, xa xa có vài đoạn núi, còn có cung điện lầu các đổ nát thê lương, phản phất như đã trải qua một hồi đại chiến, thổ những dưới chân đều là màu đỏ sậm có một tia sát khí huyết tinh trên bầu trời một vòng huyết nguyệt tản mát ra hào quang sâu kín lộ ra cực kỳ quỷ dị có két khương tư nam một cước phóng ra một tiếng giòn vang truyền đến dưới chân của hắn có một bộ xương khô hóa thành bột phấn lúc này hắn mới phát hiện đầy đất đều là thi cốt còn có một chút binh khí hỏng đau thương kiếm kích rơi đầy đất thoạt nhìn đều là linh khí rất cường đại nhưng mà cũng không biết đã qua bao nhiêu năm tất cả đều bị tuế nguyệt mài mòn, linh tính mất hết, hóa thành bụi đất. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Sao giống một mộ địa cự đại vậy? Khương Tư Nam cảm giác được một hồi sẩn hết cả gai ốc, phản phất như có một hồi gió lạnh đánh úp lại, để cho trong lòng hắn ác hàng. Lòng ngưng tuyết cũng sắc mặt ngưng trọng, đi vài bước nhìn xem những xương khô kia, chậm rãi nói. Tại đây hẳn là một chiến trường. Ngươi xem những thi cốt này, có nhân tộc, có yêu tộc, nhưng mà càng nhiều hơn là thi cốt ma tộc, đây là bát tí ma tộc, đây là đường lan tộc, đây là thiết giáp tộc. Những thi cốt kia thoạt nhìn rất thảm, có chút không đầu, có chút không tay, những binh khí pha tạp kia, cắm ở trên người thi cốt, vẫn đang để lại tí ti vết máu màu đỏ sậm, không một không tỏ rõ lấy đại chiến thảm thiết. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, chậm rãi nói. Nghe nói mấy vạn năm trước, nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc dưới mặt đất tầm đó đã xảy ra một hồi đại chiến kinh thiên vô số cường giả vẫn lạc trận chiến ấy thiên băng địa liệt tử thương vô số cuối cùng nhất làm cho chân cương đại lục tu chân giả thực lực đại giảm ma tộc cũng bị đuổi xuống dưới đất mới có mấy vạn năm hòa bình này cái này hẳn là một trong mấy chiến trường năm đó rất có thể long ngưng tuyết gật đầu nói nhưng mà ta không nghĩ ra chính là là ai phong ấn phiến không gian bí cảnh này lại ở Tam Tiên Đảo xây xong ba tòa không gian chi môn. Tam Tiên Đảo này cùng nơi đây lại có liên hệ gì? Cái này quả thật có chút để cho người không nghĩ ra. Ta nguyên lai tưởng rằng tiến nhập một bảo tàng không gian bí cảnh, không nghĩ tới dĩ nhiên là một cổ chiến trường. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng. Hắn dõi mắt trông về phía xa, phát hiện phiến không gian bí cảnh này cực kỳ lớn, có thể nói vô biên vô hạn, tràn đầy đổ nát thê lương, xương khô thi hài, huyết sắc thổ nhưỡng, nhưng mà trừ lần đó ra căn bản không có đồ vật gì tất cả binh khí hỏng đã sớm hóa thành tro bụi cho nên khương tư nam tới đây có thể nói thật là không thu hoạch được gì tiểu tử ta cuối cùng cảm giác huyết nguyệt kia không tầm thường hình như là một con mắt cùng phiến không gian bí cảnh này có một loại liên hệ không hiểu thấu nhưng mà cái này đã vượt qua phạm vi cảm giác của ta ta cũng không biết ở đây là chuyện gì phát sinh nhưng mà duy nhất có thể xác định chính là nơi đây không nên ở lâu hay là nhanh ly khai thì tốt hơn. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, cũng rốt cuộc hiểu rõ vì sao bên ngoài bí cảnh sẽ có nhiều linh khí cùng bạo hỗn tạp như vậy, ở đây chết nhiều cường giả như thế, cường giả các tộc đều có, trong hư không tràn ngập năng lượng khổng lồ, có lẽ là từ nơi này giật tràn ra. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn tổng cảm giác được một tâm thần có chút không tập trung, cảm giác cực kỳ khó chịu, một phút đồng hồ cũng không muốn ở chỗ này. Sư tỷ, chúng ta đi thôi. Trên Tam Tiên Đảo có ba đại tông môn, Kim Đỉnh Môn, Ngân Đỉnh Môn cùng Ngọc Đỉnh Môn. Những năm gần đây, Ngọc Đỉnh Môn phát triển càng lúc càng nhanh, trong hàng đệ tử thiên tài tầng tầng lớp lớp, thực lực càng ngày càng mạnh, cơ hồ có xu thế muốn sơi tái Kim Đỉnh Môn cùng Ngân Đỉnh Môn. Bởi vậy Tam Môn tầm đó tuy thuộc về một kiếm đạo truyền thừa thời kỳ thượng cổ, hơn nữa ở dưới Tam Tiên Lão tổ ước thúc, ba đại tông môn tầm đó không có khả năng phát sinh đại xung đột, nhưng lại tránh không được ma sát tự như âu dương ngọc thụ mang theo khương tư nam cùng long ngưng tuyết mới vừa gia nhập tam tiên đảo đã bị thám tử của kim đỉnh môn cùng ngân đỉnh môn phát hiện kim đỉnh môn trong một đại điện hùng vĩ kim đỉnh môn môn chủ năm tầm thiết đứng lên khí tức vô cùng cuồng bạo dáng người cực kỳ khôi ngô như một bạo lông trên người cơ bắp từng cục hiển lộ ra lực lượng như cuồng sư trong ánh mắt lộ ra hào quang sắc bén ngươi xác định đôi nam nữ kia là hai người ngũ hành thánh tông treo giải thưởng Phía dưới một lão giả trâu dê, xấu xí, trên mặt tràn đầy nụ cười lấy lòng, giờ phút này như gà con mổ thóc liên tục gật đầu. Đúng vậy, môn chủ đại nhân, chính là bọn họ. Mấy ngày nay nhi tử của Âu Dương Lâm Âu Dương Ngọc Thụ, khắp nơi sưu tập linh dược trân quý, thậm chí còn ra biển một chuyến, bởi vậy thuộc hạ liền tăng cường giám sát hắn, quả nhiên phát hiện hắn mang về tam tiên đảo hai thân ảnh khả nghi, về sau trải qua gian tế trong ngọc đỉnh môn, xác định tướng mạo của hai người bọn hắn, có chính thành nắm chắc là hai người ngũ hành thánh tông treo giải thưởng kia nam tầm thiết vỗ chỗ ngồi đứng lên cười ha hả ngươi làm tốt lắm những năm này ngọc đỉnh môn quá kiêu ngạo rồi lúc này đây thậm chí ngay cả người đệ nhất thiên hạ tông ngũ hành thánh tông muốn treo giải thưởng cũng dám bao che ta xem bọn họ là chán sống hai người kia là giá trị một kiện linh khí tuyệt phẩm cùng trăm vạn linh thạch thượng phẩm a ta lập tức liên hệ người ngũ hành thánh tông chuyện tốt như vậy ngọc đỉnh môn không muốn kim đỉnh môn chúng ta muốn. Phía dưới lão giả trâu dê vẻ mặt nịnh nọt cười nói. Đúng vậy, như vậy chẳng những chúng ta được bảo vật, ngọc đỉnh môn bao che tội phạm của ngũ hành thánh tông, nhất định sẽ thừa nhận lửa giận của bọn hắn, quả thực là một mũi tên trúng hai con nhạn. Ngươi làm vô cùng tốt, hiện tại ta đề bạc ngươi làm chấp sự đường trưởng lão, ngươi phái người hảo hảo giám thị ngọc đỉnh môn cho ta, ở trước khi cường giả ngũ hành thánh tông đến, ngàn vạn lần đừng cho người chạy. Nam tầm thiết cười nhạt nói, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh quang. Đa tạ môn chủ đại nhân đề bạc, thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực, tuyệt đối sẽ không để cho hai người kia ly khai tam tiên đảo nửa bước. Lão giả vui mừng quá đổi, cung kính dập đầu mấy cái, vội vàng rời đi. Một bên khác, ngân đỉnh môn. Ở trong một gian mật thất, ngân đỉnh môn môn chủ Doãn Phong Ba cung kính đứng trước một tấm gương, cái gương cực kỳ kỳ dị, lóe ra linh quang nhàn nhạt, phía trên xuất hiện một lão giả khuôn mặt hung ác nham hiểm, ánh mắt như độc xa, lóe ra hàng quan nhắm người mà phệ. Hắc Long phủ Hắc Long thảo ta tuy chưa tính là linh dược trân quý gì, nhưng mà thậm chí có người dám xúc phạm uy nghiêm của Hắc Long phủ ta, còn dám giết lính tông tướng cu của Hắc Long phủ, người như vậy nhất định phải chết, tông môn của hắn cũng phải bị diệt, nếu không căn bản không cách nào dập tắt lửa giận của Hắc Long đại vương, ngươi xác định đã tìm được hung thủ nếu không chớ có trách ta không khách khí nghe được lão giả kia nói doãn phong ba vội vàng cung kính hồi đáp thiên xà đại thống lĩnh ta xác thực đã tìm được hung thủ hung thủ là nhi tử của ngọc đỉnh môn môn chủ âu dương lâm âu dương ngọc thụ hắn dừng một chút tiếp tục nói mấy ngày trước hắn trắng trợn vơ vét các loại linh dược trân quý theo ta hiểu rõ những linh dược này cũng là vì luyện chế một loại linh đang chữa thương hơn nữa mấy ngày trước hắn đã từng ra biển Lúc trở lại trên người lây dính một tia hương vị của Hắc Long thảo, ta dám xác định trên người hắn khẳng định có Hắc Long thảo, ngài đã từng ban cho ta một ít Hắc Long thảo, vì vậy ta đối với khí tức của Hắc Long thảo coi như quen thuộc. Cho nên ta nhận định, người trọng Hắc Long thảo là Âu Dương Ngọc thụ. Ngọc đỉnh môn. Âu Dương Ngọc thụ. Tốt, cũng dám trêu chọc Hắc Long phủ ta, lúc này đây coi như là Tam Tiên lão nhân cũng cứu không được hắn. Minh xà đại tướng quân sẽ đích thân tiến về tam tiên đảo Ngươi nhìn chầm chầm ngọc đỉnh môn cho ta Chỉ cần chuyện này làm thành Ngân đỉnh môn các ngươi liền là đệ nhất tông môn của tam tiên đảo Cũng sẽ được Hắc long phủ ta che chở Nhưng nếu xử lý không thành Ngươi nên biết hậu quả Trong nội tâm Doãn Phong Ba phát lạnh Lập tức lên tiếng nói Đại thống lĩnh yên tâm Thuộc hạ nhất định sẽ hảo hảo giám thị ngọc đỉnh môn Chờ các vị đại nhân hắc long phủ đến Trên tam tiên đảo mạch nước ngầm mãnh liệt, nhưng mà biểu hiện ra lại vẫn rất bình tĩnh. Ở trong bí cảnh, Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết đã đi ra cổ chiến trường, lại lần nữa về tới bí cảnh, phong ấn thông đạo ở sau lưng, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa thành hư vô, mảnh không gian này lộ ra trống rỗng, tất cả linh khí đều bị Khương Tư Nam quét sạch. Hắc hắc, nếu người của ba đại tông môn tới nơi này, khẳng định liền trợn tròn mắt. Khương Tư Nam đối với kiệt tác của mình lộ ra rất hài lòng, cười sáng lạng. Long Hoàng, có thấy cảm ứng được động tĩnh bên ngoài không? Thiên cương đồng tử có bắt đầu bế quan hay không? Long Hoàng cười hắc hắc nói. Cái bí cảnh này lại chưa tính là không gian chính thức, còn ngăn cách không được nguyên thần của ta cảm giác. Thiên cương đồng tử đã bắt đầu bế quan chữa thương, địa điểm ngay ở trong lòng núi dưới đại điện của Ngọc Đỉnh Môn Môn Chủ, chỗ đó hẳn là một động phủ. Tốt, bây giờ chúng ta liền đi làm thịt hắn, sau đó rời tam tiên đảo. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói, rất hời hợt, hắn nói tình huống cho Long Ngưng Tuyết thoáng một phát, Long Ngưng Tuyết cũng không có gì nghị nhẹ gật đầu. Cái bí cảnh này lúc tiến vào không dễ dàng, nhưng mà muốn đi ra ngoài lại rất đơn giản, chỉ là Khương Tư Nam không muốn thông qua tế đàn ly khai, nếu không rất có thể sẽ bị người ở nơi đó dám thì phát hiện. Ông, Long Hoàng lại bắt đầu động thủ, hao phí lực lượng thần hồn mở ra một không gian chi môn, ống ánh lập lòe, khương tư nam cùng long ngưng tuyết rời đi bí cảnh trong một sơn cốc ẩn nấp thân hình của khương tư nam cùng long ngưng tuyết xuất hiện bên cạnh là ngọn núi cao lớn nhất của ngọc đỉnh môn cũng là chủ phong của môn chủ hai người bọn họ xuất hiện không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý khương tư nam nhìn long ngưng tuyết cười nói sư tỷ thiên cương đồng tử ở trong lòng núi chúng ta nhất định phải dùng đồn thổ đi vào ngươi đi theo ta nói không chừng thiên cương đồng tử sẽ bố trí xuống trận pháp, chúng ta muốn giết hắn xuất kỳ bất ý, ngàn vạn lần không thể để cho hắn phát giác. Tốt! Long ngưng tuyết thần sắc bình tĩnh nói. Lập tức, trên thân hai người hiện ra một đạo hào quang huyền hoàng sắc, lập tức chui vào trong ngọn núi. Thổ động thuật thuộc về một trong ngũ hành động thuật, xem như một môn tiểu thần thông, có thể xuyên sơn động địa, cực kỳ huyền diệu. Đã đến anh thiên cảnh, tu luyện đại thần thông thậm chí thần thông đỉnh cấp đối với một ít tiểu thần thông cũng có thể tùy ý vận dụng bởi vậy dù long ngưng tuyết chưa từng học qua thổ động thuật nhưng mà vẫn có thể tùy ý thi triển ra thân ảnh hai người hóa thành hai đạo hào quang huyền hoàng sắc tìm hành về phía lòng núi trong nội tâm khương tư nam khẽ động áo nghĩa của già dạ thiên bí thuật ở trong lòng chậm rãi chảy xuôi trong tay hắn kết ấn hào quang trên người lập lòe một đạo quang mang màu vàng bao phủ phương viên ba trượng bao vây lông ngừng tuyết lại. Đạo quan mang màu vàng kia rất sáng chói, phù văn lập lòe, có một loại khí tức mờ ảo, phản phất như trong nháy mắt cùng với sơn thể chung quanh hòa thành một thể, tuy hai người bọn họ vẫn đang tới trước, nhưng mà nếu dùng thần hồn đi cảm giác, căn bản phát hiện không được thân ảnh của bọn hắn, giống như là đảo qua một mảnh nham thạch không có khí tức chấn động. Già thiên bí thuật là một môn thần thông đỉnh cấp, Khương Tư Nam dùng Lục Như Thương Long Quyết từ chỗ Long Hoàng lừa gạt đến hai loại thần thông đỉnh cấp, che thiên che địa, phong tuyệt vạn vật. Khương Tư Nam hôm nay chỉ đạt đến tiểu thành, đã có thể sử dụng một ít thần thông ẩn nấp, cực kỳ huyền diệu. Long Ngưng Tuyết cũng cảm nhận được loại chấn động kỳ dị này, lại để cho trong nội tâm nàng khẽ động, trong máu không hiểu thấu truyền ra một cổ thân thiết. Loại chấn động này. Vậy mà cùng phần thiên bí thuật có chút tương tự. Long Ngưng Tuyết cơ hồ muốn chấn kinh rồi phần thiên bí thuật có thể nói là bí mật lớn nhất của nàng cho tới bây giờ không có ở trước mặt người thi triển qua nhưng mà bây giờ lại từ trên người khương tư nam cảm nhận được khí tức đồng dạng tuy nàng không biết già thiên bí thuật nhưng vẫn có thể cảm nhận được thân thiết trong huyết mạch hẳn là khương sư đệ cũng có huyết mạch long tộc nhưng mà không thể nào a à, hẳn là loại thần thông này chẳng lẽ là một trong cửu thiên bí thuật trong truyền thừa trí nhớ nói tới trong nội tâm tự long ngưng tuyết chuyển động cảm giác được Khương Tư Nam càng thần bí, vậy mà cùng Long tộc trong truyền thuyết nhất lên quan hệ. Nhưng mà trên mặt nàng lại không có biểu hiện ra cái gì, đi theo Khương Tư Nam rất nhanh liền tới trong lòng núi, thấy được phía trước có một thạch bích hào quang sáng chói. Chỗ đó có lẽ là mật thất thiên cương đồng tử bế quan rồi, quả nhiên có trận pháp phòng ngự. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, hắn đi theo vị trí nguyên thần của Long Hoàng đến nơi này, cũng nhìn thấy hào quang trên thạch bích, Lập tức nhận ra đó là một loại trận pháp phòng ngự cùng cảnh báo. Hắc hắc, bất quá chỉ là bác phẩm huyền hoàng tụ nguyên trận, Ngọc đỉnh môn này cũng quá keo kiệt đi à nha. Sư tỷ, đợi chút nữa ta phá trận, ngươi lập tức liền ra tay, nhất định phải chém vết thiên cương đồng tử, nếu không đưa tới Ngọc đỉnh môn môn chủ Âu Dương Lâm thì phiền toái. Long Ngưng Tuyết nhẹ gật đầu, trên tay ngọc hiện ra một điểm hào quang, trên người tản mát ra khí tức mờ ảo, con mắt quang mang lập tức trở nên lạnh như băng như một tiên linh bao quát thương sinh huyền hoàng tụ nguyên trận là một linh trận bát phẩm tụ tập huyền hoàng thổ chi lực cùng đại địa nguyên tinh hình thành linh trận phòng ngự hầu thổ chi lực cũng là lực lượng phòng ngự mạnh nhất hơn nữa có thể thông qua thổ chi lực trong núi này dò xét cảm giác ra tình hình bên ngoài bởi vậy nếu không phải khương tư nam sử dụng già thiên bí thuật chỉ sợ vừa tới gần liền bị phát hiện ngón tay của khương tư nam nhẹ nhàng nhảy lên ở trong hư không hơi điểm có mấy vần sáng thanh sắc thoáng hiện, lẫn nhau đang vào, xây dựng ra một linh trận cỡ nhỏ, chỉ lớn cỡ lòng bài tay, nhưng nhìn thanh quan thoáng hiện, phù văn lượng lờ, phản phất như có cổ thụ chui từ dưới đất lên, cắm vào vân tiêu. Ngũ hành tương sinh tương khắc, một khắc thổ, Khương Tư Nam xây dựng ra một thanh hoa viên quan trận, nhẹ nhàng đẩy tới, liền dung nhập đến thạch bích, sau đó trên thạch bích quan mang huyền hoàng sắc chậm rãi bị thanh quan thôn phệ thời gian dần qua lộ ra một mảnh thạch bích bình thường. Sư tỷ, liền là lúc này. Khương Tư Nam khẽ quát một tiếng, lòng ngưng tuyết lập tức liền xuất thủ, thân hình bồng bềnh, bằng phách thần quan kiếm ngang trời, phiên như kinh hồng, kiểu như du lông, một kiếm này tao nhã chiếu sáng thế giới dưới lòng đất, tinh diệu tới cực điểm. Oanh! Thạch bích trước mắt chia năm sẽ bảy, hóa thành lưu sa, hiển lộ ra một mật thất trọng lớn, trung ương nhất ngồi một hài đồng mặt huyết bào, giờ phút này đột nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt lộ ra thần sắc hung ác cùng khiếp sợ. Đúng là Thiên Cương đồng tử. Giờ phút này toàn thân hắn bao phủ ở trong huyết vụ, hào quang sáng chói, Đàn bế quan chữa thương đến khẩn yếu, hơn nữa một kiếm này của Long Ngưng Tuyết không có dấu hiệu tựa như thiên ngoại phi tiên, rực rỡ tươi đẹp đến cực hạn, lập tức xuyên qua lồng ngực của Thiên Cương đồng tử. Kiếm khí sắc bén bộc phát ra, Long Ngưng Tuyết không có chút lưu thủ, Thiên Cương đồng tử trên một tiếng, thân thể lập tức bạo vỡ ra hóa thành huyết vụ. Mà Khương Tư Nam cũng không có nhàn rỗi, chờ hắn tiến vào trong mật thất, thi triển ra già thiên bí thuật, hoàn toàn phong tuyệt phiến mật thất này, người ở bên trong căn bản ra không được, người ở phía ngoài cũng phát hiện không được tình hình nơi này. Chứng kiến thiên cương đồng tử biến thành huyết vụ, Khương Tư Nam không khỏi sững sờ. Dễ dàng như vậy liền chết rồi. Nhưng mà sau một khắc, những huyết vụ kia quỷ dị ở trong hư không dung hợp, lại hóa thành bộ dạng của thiên cương đồng tử, chỉ là thoạt nhìn sắc mặt càng trắng bệch. Trước kia Thiên Cương đồng tử lẫn trốn ngủ đức chân nhân đuổi vết, cưỡng ép thi triển bí thuật, bị thương rất nặng, giờ phút này lại bị Long Ngưng Tuyết đánh lén, tuy may mắn tránh thoát một kiếp, nhưng mà suy yếu tới cực điểm, cảnh giới có chút bất ổn, cơ hồ muốn thoái hóa đến anh thiên cảnh. Khương Tư Nam. Long Ngưng Tuyết. Dĩ nhiên là các ngươi. Các ngươi làm sao biết ta ở Tam Tiên Đảo? Lại có thể tìm được vị trí ta bế quan? sắc mặt thiên cương đồng tử dữ tợn, trong ánh mắt lóe ra thần sắc oán độc. Trong lòng của hắn giờ phút này bị một tầng sợ hãi bao phủ, thời điểm hắn toàn thịnh cũng chỉ cùng Long Ngưng Tuyết khó khăn lắm bất phân thắng bại, hôm nay chiến lực 10 không còn một, rất có thể sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Trong đầu của hắn cấp tốc chuyển động, ánh mắt bắn phá tứ phương, càng làm cho hắn như rơi băng nguyên chính là, không biết Khương Tư Nam bày ra linh trận gì, lại ngăn cách mật thất, dù hắn muốn truyền tin tức, cũng không cách nào thông tri Âu Dương Lâm Thiên Cương Đồng Tử, ngươi cùng Âu Dương Lâm mưu đồ bí mật ta biết rõ, ngươi đã muốn đối phó chúng ta, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết không phải sao? cho nên vẫn là mời ngươi đi chết a à. Khương Tư Nam cười rất sáng lạng, khuôn mặt thanh tú, nhưng nhìn ở trong mắt Thiên Cương Đồng Tử lại như ác ma, tâm từng điểm từng điểm chìm xuống. đã muốn ta chết, vậy các ngươi cũng cùng chết a à. Thiên Cương Đồng Tử nghe răng cười một tiếng huyết khí toàn thân bộc phát ra ngọc phiến trên đỉnh đầu lập tức biến thành huyết sắc phóng ra hào quang sáng chói âm âm thần quang tứ tán thân thể của thiên cương đồng tử lập tức nổ tung hóa thành vô số tàn ảnh từ bốn phương tám hướng đánh về phía khương tư nam đồng thời ngọc phiến phóng ra chấn động khủng bố lập tức bắn về phía long ngưng tuyết huyết quang mênh mông quy năng trong ngọc phiến giống như sống lại bắt đầu diễn biến ra một tia trật tự thần liên lẫn nhau đang vào vô cùng cường đại Mục đích của Thiên Cương Đồng Tử rất đơn giản, nếu chính diện đối kháng Long Ngưng Tuyết, hắn tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên hắn liều mạng dùng Ngọc Phiến Bộc phát ra lực công kích cường đại ngăn Long Ngưng Tuyết, sau đó công giết Khương Tư Nam yếu nhất. Hắn đã nhìn ra, đạo trận pháp phong cấm bên ngoài kia là Khương Tư Nam bố trí xuống, chỉ cần giết Khương Tư Nam, đạo trận pháp kia tự sụp đổ, hắn cũng có cơ hội chạy trốn. Coi ta là quả hồng mềm sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, lạnh lùng cười cười không cần suy nghĩ, toàn thân dân lên hào quang vô tận, khí lành từng sợi, hơn nữa có tử sắc điện mang lập lòe. Thần tiêu chân lôi đạo. Khương tư nam quá khẽ, toàn thân tử khí tung hoành, lôi quang bành trướng, tử sắc điện mang phẩm chất như cánh tay, phóng ra hào quang rừng rực, vô cùng khủng bố. Loại thần thông đỉnh cấp này, từ khi Khương Tư Nam luyện thành còn chưa từng thi triển qua, lúc này thiên cương đồng tử coi hắn trở thành quả hồng mềm, Khương Tư Nam liền không khách khí nữa, lập tức toàn lực bạo phát. Thiên cương đồng tử tu luyện huyết hải thần thông, xem như một loại ma đạo thần thông, e ngại lực lượng liệt hỏa, lôi đình nhất, mà thần tiêu chân lôi cực kỳ khủng bố, từng sợi lôi quang nổ tung, lập tức nghênh đón về phía thiên cương đồng tử. Âm âm. Thiên cương đồng tử biến ảo những huyết ảnh kia, lập tức chôn vùi ở trong lôi đình, cuối cùng quay về nhất thể, tạo thành thân ảnh của thiên cương đồng tử, mang trên mặt thần sắc khiếp sợ oán độc trong miệng kêu thảm thiết liên tục thần tiêu chân lôi đối với thân thể của hắn có tổn thương thật lớn có thể thấy được tí ti điện mang quanh quẩn không ngừng phá hủy trên người hắn để cho khí tức của hắn trở nên càng thêm hư nhược ngươi 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 bất quá là pháp thiên cảnh hậu kỳ sao có thể biết lôi đạo thần thông đỉnh cấp trong ánh mắt của hắn tràn đầy thần sắc không dám tin nói như vậy lôi đạo thần thông là khó tu luyện nhất nhất là thần thông đỉnh cấp, chỉ sợ coi như là đại năng thông thiên cảnh, cũng phải hao phí tài nguyên cùng thời gian rất lớn mới có thể tu luyện thành công. Nhưng mà tiểu tử thoạt nhìn như con sâu cái kiến kia, lại mang cho hắn kinh hãi khó có thể tưởng tượng. Ngươi cái gì ngươi, ta biết còn khá nhiều loại. Mạng của ngươi hôm nay liền lưu lại a, à, không nên vùng vẫy vô vị. Khương Tư Nam liếc qua hắn, cười lạnh lạnh nói. Một bên khác, Ngọc Phiến hóa thành huyết sắc quả nhiên bất phàm, từng sợi trật tự thần liên vô cùng cường đại, phản phất như tạo thành kết giới hoa mỹ, vây Long ngưng tuyết ở trung ương, trên ngọc phiến kích hoạt thần uy tràn ngập, để cho Khương Tư Nam có chút trung sợ, càng thêm hoài nghi đây là chí bảo cấp bậc gì, chỉ một mảnh vỡ thì có uy lực lớn như vậy. Phanh Băng phách thần quan kiếm lam quan lập lòe, kiếm quan rừng rực, tuy ngọc phiến bất phạm, nhưng mà thiếu khuyết pháp lực của thiên cương đồng tử thúc dục, lập tức bị long ngưng tuyết một kiếm trảm phi, những trật tự thần liên kia cũng chậm rãi biến mất ở trong hư không. Oanh! Pháp lực toàn thân Khương Tư Nam như không cần tiền đổ xuống, hơn vạn không gian huyệt khiếu phóng ra hào quang sáng chói, thần tiêu chân lôi đạo bị hắn thúc giục đến cực hạn, ở trên đỉnh đầu của hắn lập tức tạo thành tự sắc hải dương. Lôi đình dữ dằn, gào thét mà khủng bố, tản ra chấn động tuyệt diệt hết thảy, trấn áp về phía thiên cương đồng tử. Thiên cương đồng tử biến sắc, vội vàng thúc giục ngọc phiến, phóng ra huyết quang ống ánh, ngăn cản những lôi định dữ dằn kia. Nhưng mà tuy ngọc phiến rất thần kỳ, từng sợ huyết quang thần thánh, nhưng mà thần tiêu chân lôi chính là hình thiên chi lôi, tràn đầy khí tức sát phạt cùng tuyệt diệt, bổ vào trên ngọc phiến, lại để cho ngọc phiến rung rẩy kịch liệt, sắc mặt của thiên cương đồng tử càng thêm tái nhợt, trong ánh mắt bắt đầu hiện ra một cổ tuyệt vọng. Các ngươi đã muốn ta chết, vậy các ngươi liền cùng chết với ta đi. Ha 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 ha. Trên mặt Thiên Cương Đồng Tử hiện ra một thần sắc điên cuồng cùng tuyệt vọng, ngửa mặt lên trời trống lớn, thanh âm thê lương mà hung tàn, tràn đầy oán khí. "Vô tận! Huyết hải vô lượng, phù đồ độ sinh, dùng thân thể của ta triệu hoán huyết tổ, đồ diệt vạn linh, vĩnh sinh bất hủ. Tam tiên đảo hàng tỷ sinh linh này, tất cả làm huyết tổ tế phẩm a." Thanh âm của Thiên Cương Đồng Tử tối nghĩa âm trầm, phản phất như động đến một tia lực lượng thần bí hắn oán độc nhìn Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết, thân hình, nguyên thần lập tức nổ tung, chính thức hóa thành một mảnh huyết vụ, sau đó quỷ dị chui vào trong hư không. Đông, đông, đông. Phản phất như là tiếng tim đập, ở trong không gian xa xôi truyền đến, hơn nữa càng ngày càng gần, ngày sau đó hư không bắt đầu nổ tung, huyết đỏ tươi mà rừng rực chảy ra, phản phất như thương thiên rơi lệ, cũng không lâu lắm liền tạo thành một biển máu. Huyết hải trong suốt như ngọc, hương thơm xông vào mũi, không có một mùi máu tanh, ngược lại tản ra một cổ chấn động bất hủ cùng thần bí, phản phất như từ chỗ thần bí nào đó vượt qua giới mà đến, chỉ là một tia khí tức liền để cho Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết thần sắc đại biến, không thở nổi. Là ai, triệu hoán ta? Hay là... Lực lượng? Quá yếu? Tế phẩm ở đâu? Một thanh âm cổ xưa, bao la mờ mịt, uy nghiêm mà thần bí đức quảng vang lên, từ trong biển máu tràn ngập ra, hơn nữa khí tức càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng tựa hồ có đồ vật gì đó muốn phá thể mà ra. Đây là vật gì? Thiên cương đồng tử triệu hoán ra tồn tại gì? Trong ánh mắt của Khương Tư Nam cũng lộ ra thần sắc không dám tin, thì thào lẩm bẩm, căn bản không nghĩ ra tại sao lại xuất hiện biến cố như vậy. Ông! Thiên cương đồng tử chết rồi, nhưng mà ngọc phiến trên hư không ông ông rung lên, muốn bay về phía huyết hải. Không tốt, Tư Nam tiểu tử, nhanh đoạt ngọc phiến thanh âm long hoàng dồn dập truyền đến khương tư nam không cần suy nghĩ một đạo thần tiêu chân lôi bổ lên giống như đánh tan huyết hải cùng ngọc phiến liên hệ sau đó hư không trảo một cái trực tiếp trảo ngọc phiến qua tư nam tiểu tử chúng ta có khả năng gặp được phiền toái ta thật không ngờ thiên cương đồng tử này lấy được ngọc phiến kia lại bất phạm như vậy hình như là chí bảo của huyết ma tộc bởi vậy hắn có thể triệu hồi ra chí cường giả của huyết ma tộc huyết tổ này tuyệt đối cường đại hơn ta ở thời điểm toàn thịnh gấp 10 gấp trăm lần. Trong thanh âm Long Hoàng mang theo một tia khiếp sợ cùng vẻ lo lắng, nghe vào trong tai Khương Tư Nam lại như một tiếng sấm, chấn hắn lập tức ngay dại. Oanh! Cũng không biết là Khương Tư Nam bắt đi ngọc phiến chọc giận phiến huyết hải kia, hay nguyên nhân gì khác, chỉ trong nháy mắt, huyết hải lập tức sôi trào lên, truyền đến sát cơ cùng phẫn nộ kim thiên, bành trướng mà mãnh liệt, lập tức vọt về phía Khương Tư Nam. Thiên cương đồng tử dùng huyết nhục cùng thần hồn của mình, triệu hồi ra huyết tổ, muốn diệt sát Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết, nhưng mà thực lực của hắn vẫn quá yếu, hơn nữa đồ vật máu chốt nhất bị Khương Tư Nam cướp đến tay, bởi vậy tuy huyết hải trên hư không rất cường đại, nhưng xa xa không có đến tình trạng không cách nào chống cự. Huyết hải cuồn cuộn, hào quang sáng chói, lưu động ra một tia máu, tản ra chấn động để cho người kinh hồn tán đảm, khí tức bạo ngược mà tràn nập vết chóc cực kỳ nồng đậm. Ngọc phiến này đến tột cùng là cái gì? Làm sao có thể triệu hồi ra huyết ma tộc huyết tổ? Trong ánh mắt của Khương Tư Nam kinh nghi bất định, phản phất như cảm thấy một tia tử vong bao phủ, loại chấn động khủng bố này vượt qua bất luận người nào hắn từng bái kiến. Khương Sư Đệ, chúng ta đi mau. Loại ma vật này căn bản không phải chúng ta có thể đối phó. Lòng ngưng tuyết cũng sắc mặt ngưng trọng, không cần suy nghĩ bay tới kéo Khương Tư Nam, muốn phóng đi. Đoạt, chí bảo của tộc ta, chết, chết, chết. Phiến huyết hải kia phản phất như hoàn thành lột xác, chậm rãi ngưng tụ thành một thân ảnh, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng mà đôi mắt lạnh như băng vô tình, tràn đầy khí tức bạo ngược, lập tức nhìn thẳng Khương Tư Nam cùng lông ngưng tuyết. Đi mau. Khương Tư Nam cùng lông ngưng tuyết sắc mặt đại biến, tốc độ nhanh hơn, hóa thành hai đạo hào quang sáng chói. Nhưng mà, phiến huyết hải kia lập tức ngưng tụ thành một huyết trảo, rét lạnh vô tình, quỷ dị sắc bén, Khương tư nam thi triển và thiên bí thuật bố trí xuống kết giới, như trang giấy hóa thành nát bấy, hơn nữa bỏ qua không gian khoảng cách, lập tức đến sau lưng hai người. Oanh! Khương Tư Nam chỉ kịp biến ảo đại la trận điển thành một kiện chiến y hiển hóa ở trên thân thể, sau đó chắn sau lưng lông ngưng tuyết, huyết trảo liền đập đến phía sau lưng của hắn. Đại la trận điển biến ảo chiến y lập tức hào quang đại tác, phù văn rực rỡ tươi đẹp, phản phất như đụng phải công kích trí mạng, linh khí vương phẩm uy năng hiển hóa đến cực hạn, từng sợi tiên quan tràn ngập, sau đó lại nổ tung, vô số phù văn trận pháp đang vào, sau khi nổ lại hình thành, cuối cùng vẫn chặn được huyết trảo. Phốc Mặc dù có trận điển chiến y chặn chính thành công kích của huyết trảo, nhưng mà cự lực ngập trời vẫn để cho Khương Tư Nam như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệt, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ông Long ngưng tuyết lao về phía trước bay đi. Sư đệ, Long ngừng tuyết kinh hô một tiếng, thanh âm ân cần mà lo lắng, trong ánh mắt lộ ra thần sắc nhu hòa. Khương Tư Nam lau đi máu tươi ở khóe miệng, nhìn nàng khẽ mỉm cười nói: "Ta không sao. Sư tỷ, chúng ta nhanh ly khai, huyết tổ kia quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản không phải đối thủ." Trong lòng của hắn kinh hãi đến tột đỉnh, phải biết Đại La trận điển là linh khí vương phẩm, nhưng vẫn không thể hoàn toàn triệt tiêu huyết trảo công kích nếu là linh khí tuyệt phẩm, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị xé thành phấn vụn. Phải biết rằng, này mới chỉ là một phần lực lượng nhỏ nhất của huyết tổ A, bản thể hắn căn bản không ở thế giới này, huyết hải chỉ là một bộ phận nguyên thần của hắn hiển hóa. Tốt! Chúng ta đi! Trong ánh mắt lông ngưng tuyết lộ ra lãnh mang, sau lưng chính là thân ảnh huyết sắc, con người như huyết nguyệt, ánh mắt một mực đặt ở trên thân hai người bọn họ, huyết trảo một kích không công, huyết ảnh kia cũng có chút ngoại ý muốn, trong ánh mắt lộ ra một thần sắc kỳ dị, lập tức càng thêm cùng bạo. Âm âm. Cả ngọn núi cũng bắt đầu rung rẩy, núi đá ở trong biển máu hóa thành tro bụi, từ trong biển máu lập tức bay ra mấy chục xúc tu, cấp tốc cuốn về phía hai người. Thần tiêu chân lôi đạo. Vạn lôi oanh đỉnh, giết cho ta. Khương Tư Nam không chú ý toàn thân đau nhức kịch liệt, tinh thần ở thời khắc này ngưng tụ tới cực điểm, hơn vạn không gian huyệt khiếu đồng thời bộc phát ra pháp lực, sau đầu sinh ra một vòng thần dương kim sắc, thần dương phóng ra hào quang hoa mỹ, để cho không gian chung quanh Khương Tư Nam phản phất như bắt đầu bị hắn khống chế. Hơn vạn tử sắc thần lôi rừng rực chói mắt, lập tức đang vào cùng một chỗ, hình thành lôi hải vô tận, giữ dằn mà gào thét, muốn oanh những xúc tu huyết sắc kia thành phấn vùng. Bởi vì Khương Tư Nam biết rõ, nếu bị những xúc tu huyết sắc kia cuốn lấy, hai người bọn họ khẳng định thoát không được, đến cuối cùng nhất định hữu tử vô sinh thần tiêu chân lôi chính là thiên phạt chi lực, chỉ dương chí cương, đối với một ít lực lượng tà ác, yêu tà có tác dụng khắc chế rất mạnh, giờ phút này hắn không chút giữ lại, pháp lực toàn thân cơ hồ muốn trút xuống không còn. Phần thiên đốt diệt vạn vật, diệt thần diệt ma diệt sạch chúng sinh. Phần thiên chi hỏa, dết. Trong miệng lông ngưng tuyết, giờ phút này truyền ra thanh âm thanh thúy mà mờ ảo, ánh mắt của nàng lạnh nhạt, thần sắc lộ ra khí tức thần thánh mà lạnh lùng, cả người phiêu phiêu dục tiên, như một cửu thiên huyền nữ phong hoa tuyệt đại, trong miệng thốt ra âm tiết tối nghĩa, trên ngón tay ngọc thon dài nhảy lên một tia hỏa diễm. Tia hỏa diễm kia hoàn toàn trái lại khí chất lạnh như băng của nàng, u lam sắc, ống ánh lập lòe, tản mát ra khí tức bất diệt, ở trong tay nàng tạo thành một hỏa liên màu xanh da trời, quay tròn xoay tròn, bay về phía huyết hải sau lưng. Oanh! Hoa sen kia phiêu đảng, lập tức ở trong hư không nổ tung, hình thành vô tận hoa sen thật nhỏ, tất cả đều lượng lờ lấy hỏa diễm u lam sắc, hư không trung rẩy, núi đá chung quanh không có tiếp xúc liền lập tức hóa thành hư vô, từ bốn phương tám hướng vây tới huyết hải, muốn đốt diệt hắn thành tro. Phần thiên bí thuật, trong nháy mắt rốt cục ở trong tay lòng ngưng tuyết thi triển ra. Cái này, cái này dĩ nhiên là phần thiên bí thuật viên mãn. Long tộc tiền bối kia truyền thừa quả nhiên bị nàng lấy được, nhưng đáng tiếc cảnh giới của nàng vẫn quá thấp, nếu đạt tới vương cảnh, một chiêu già thiên bí thuật, có thể phần thiên nấu biển, huyết tổ này tuy lợi hại nhưng khẳng định cũng ngăn không được, hôm nay chỉ sợ còn kém một chút. Ai? Thanh âm của Long Hoàng có chút kinh ngạc truyền ra, nhưng mà cuối cùng lại có một tia tiết hận. Oanh! Thần tiêu chân lôi đạo cùng phần thiên bí thuật đồng thời bộc phát, hai đại thần thông đỉnh cấp đang vào, thiên lôi cùng liệt diễm lập tức nổ tung, hào quang vô tận chiếu rọi, lôi hải mãnh liệt mà rừng rực, hỏa liên màu xanh da trời trút xuống, bắt đầu tuyệt sát thân ảnh của huyết tổ đợi đến lúc hai đại thần thông phóng xuất ra lòng ngừng tuyết không có chút chần chờ lập tức lôi kéo khương tư nam cực tốc bay đi nàng cũng biết tuy phần thiên bí thuật cùng thần tiêu chân lôi đạo rất lợi hại nhưng mà cảnh giới của bọn hắn vẫn quá thấp hơn nữa huyết tổ cường đại xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn âm âm ngọn núi chấn động càng thêm kịch liệt ngọn núi cao mấy ngàn trương hoàn toàn bị lôi hải cùng biển lửa lấp đầy giờ phút này hai đại thần thông bộc phát, cả ngọn núi lập tức ầm vang sụp đổ, cảnh tượng như hủy thiên diệt địa xuất hiện, bụi mù cùng cùng ba nghìn trượng, vô số cự thạch bị nhấc lên hư không. A à, a à, a, à. con sâu cái kiến, dám can đảm làm tổn thương ta, ta muốn giết các ngươi a. À. Quyết tổ phản phất như có một tia thần trí, thanh âm cũng trở nên trôi chảy, thần tiêu chân lôi cùng phần thiên chi hỏa, đều là chí dương chi lực khắc chế huyết hải nhất, lập tức liền để cho hắn đụng phải bị thương, huyết hải bị đánh tan, vốn là hào quang sáng chói cũng trở nên ảm đạm. Nhất là thân ảnh của huyết tổ, giờ phút này trở nên hư ảo, khí tức yếu đi một ít, huyết tổ được triệu hoán đến lực lượng vốn không nhiều lắm, hôm nay đụng phải trọng thương, lập tức trở nên cuồng bạo, trong hai mắt tràn đầy vết chóc cùng khát máu. Oanh! Cả ngọn núi lập tức nổ tung, chia năm xẻ bảy, nhưng mà giờ phút này Long Ngưng Tuyết cùng Khương Tư Nam cũng thừa cơ trốn thoát. Chuyện gì xảy ra? trời ạ à, đây chính là ngọn núi của ngọc đỉnh môn môn chủ chúng ta sao lại đột nhiên nổ tung hẳn là có yêu ma gì xuất thế hay sao ngọn sơn phong này nổ tung chấn động khủng bố lập tức để cho tất cả mọi người kinh động tất cả đệ tử ngọc đỉnh môn nhìn qua nơi đây trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ âu dương lâm cùng âu dương ngọc thụ có chút chật vật đứng ở trong hư không vừa rồi bọn hắn ở trong đại điện trên ngọn núi căn bản không có phát hiện chút dấu hiệu nào ngọn sơn phong này liền nổ tung. Nếu không phải Âu Dương Lâm đã đạt đến thông thiên cảnh, pháp lực vô biên, bảo vệ Âu Dương Ngọc Thụ trốn ra trung tâm bạo tạc, bằng không mà nói hai người bọn họ cũng có khả năng bị thương thật nặng. Hẳn là thiên cương đồng tử bế quan xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Âu Dương Lâm nhẹ giọng nói, hắn cảm giác được trong lòng núi truyền đến một cổ khí tức để cho da đầu hắn rung lên, kinh hồn tán đảm, sau một khắc ánh mắt của hắn lóe lên, lập tức thấy được hai thân ảnh từ trong lòng núi bay ra khương tư nam long ngưng tuyết bọn hắn không phải ở trong bí cảnh tu luyện sao làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này đối mặt âu dương lâm kinh hô âu dương ngọc thụ cũng có chút sờ không được ý nghĩ thì thào lẩm bẩm không có khả năng ta tận mắt thấy hai người bọn họ tiến vào bí cảnh hơn nữa ta còn sai người canh giữ ở lối ra nếu bọn họ đi ra ta khẳng định sẽ phát hiện nhưng mà bọn hắn làm sao sẽ ở trong lòng núi? Âm âm. Ngọn núi mấy ngàn trượng nổ tung, loại thanh thế này quá to lớn rồi, thanh âm chấn thương khung, cự thạch nổ tung mang tất cả tứ phương, khói đặc cuồn cuồn làm cho cả ngọc đỉnh môn bừa bộn. Vừa lúc đó, một biển máu quỷ dị lao lên, chỉ có phương viên mấy trượng, lóe ra hào quang sáng chói, huyết hại ống ánh, khí tức mênh mông, lưu động lấy một cổ khí tức để cho người kinh hồn tán đảm, chỉ một biển máu nho nhỏ như vậy, lại cho người cảm thấy sợ hãi hơn đông hải mãnh liệt bành trướng trên huyết hải đứng một thân ảnh khí tức ngập trời bao phủ ở trong huyết vụ chỉ có một đôi con ngươi như huyết nguyệt lóe ra hào quang bạo ngược tà ác lạnh như băng khương tư nam cùng long ngưng tuyết chạy ra khỏi lòng núi không cần suy nghĩ muốn bay về phía đại hải vừa lúc đó một thanh âm trêu tức mà lạnh như băng ở trong hư không vang lên phía trước khương tư nam bay tới một đám thân ảnh khí tức cường đại khương tư nam lòng ngưng tuyết, ta xem các ngươi lần này còn trốn chỗ nào. Sắc mặt Chu Thanh cùng hạ u lạnh như băng, đáp mây bay đến, ngũ đức chân nhân đứng phía sau, như năm thái nhạc thần sơn, đỉnh thiên lập địa. Trừ lần đó ra, kim đỉnh môn môn chủ nam tầm thiết mang theo một đám đệ tử tinh nhuệ, cũng từ bốn phương tám hướng vây khương tư nam lại. Nam tầm thiết. Kim đỉnh môn ngươi đến ngọc đỉnh môn ta muốn làm gì? Còn mang theo nhiều người như vậy, hẳn là muốn hai tông đại chiến sao? âu dương lâm lập tức thấy được nam tầm thiết ánh mắt âm trầm xuống hắc hắc âu dương lâm ngươi sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng ngọc đỉnh môn các ngươi bao che tội phạm mà ngũ hành thánh tông truy nã chẳng lẽ là muốn đối kháng ngũ hành thánh tông sao hôm nay kim đỉnh môn chúng ta không có việc gì nhưng mà ngọc đỉnh môn ngươi liền muốn bị tiêu diệt nam tầm thiết không ăn một bộ này của hắn lạnh lùng cười nói chu thanh hạ u còn có ngũ đức chân nhân căn bản mặc kệ Âu Dương Lâm cùng Nam Tầm Thiết tranh chấp, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm vào Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết, lóe ra sát ý ngập trời. Khương Tư Nam, Long Ngưng Tuyết, nếu hiện tại các ngươi quay lại đây cầu xin tha thứ, ta ngược lại có thể cân nhắc tha các ngươi một mạng, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Trong ánh mắt Chu Thanh lộ ra thần sắc lạnh như băng, phản phất như tánh mạng của Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết liền nắm giữ trong tay hắn. Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết nhìn nhau, căn bản không dừng lại, lao về phía đám người chu thanh, thân hình như hai đạo hào quang sáng chói. Muốn chết. Sắc mặt chu thanh phát lạnh, sau lưng thân hình ngũ đức chân nhân lóe lên, phân ở ngũ phương đứng ở trong hư không, con đường phía trước của Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết hoàn toàn bị phong chết. Năm người bọn hắn đều là đại năng thông thiên cảnh, giờ phút này vậy mà đồng thời xuất thủ, năm đạo ngũ sắc thần quang sáng chói từ trên người bọn họ phóng ra phương viên mấy ngàn trượng tất cả đều tạo thành một thế giới hào quang, phản phất như phiến hư không này đều bị ngăn cách, thân hình của Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết lập tức chậm lại, như lâm vào trong lầy lội. Không gian chi lực là cấm kỵ chi lực, tu chân giả căn bản không cách nào chạm đến đến loại lĩnh vực này, cũng chỉ có đến vương thiên cảnh, mới có thể khống chế hư không, hình thành lĩnh vực, một ý niệm khống chế sinh tử người khác, điều động lực lượng thiên địa vô tận, vô cùng cường đại nhưng mà ngũ đức chân nhân tu luyện ngũ hành thần thông, mỗi người đều tu luyện một loại thuộc tính chi lực đến cực hạn, hơn nữa phối hợp tùy tâm, lẫn nhau tầm đó tạo thành một loại ngũ hành đại trận, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực tương sinh tương khắc, hóa phương viên mấy ngàn trượng thành một ngũ hành lĩnh vực. Loại ngũ hành lĩnh vực này, tự nhiên cũng bao thân ảnh huyết tổ vào. Oanh! Giờ phút này huyết tổ lập tức bạo nộ, trên người tản mát ra huyết quan sáng chói, huyết hải lượng lờ, trải ra ở giữa thiên địa ngũ đức chân nhân dùng ngũ hành lĩnh vực giam cầm hắn lập tức xúc phạm tới tôn nghiêm cường giả hơn nữa đối với huyết tổ mà nói đã đi ra lòng núi chung quanh vô số người tất cả đều thành huyết thực mỹ vị không chỉ khương tư nam tất cả mọi người đều thành con mồi của hắn phiến huyết hải kia lan tràn tản mát ra một cổ khí tức tuyệt diệt hết thảy thẳng đến lúc này hết thảy mọi người mới cảm nhận được huyết tổ cường đại một loại áp bách trên linh hồn tràn ngập ra tất cả mọi người như rơi băng nguyên phanh. phanh 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 bên cạnh nam tầm thiết mười đệ tử kim đỉnh môn ngay cả phản kháng cũng không có thân hình trực tiếp nổ tung trở thành một mảnh huyết vụ bị hấp thu tiến vào trong biển máu huyết thực thật mỹ vị a à. các ngươi đều là con mồi của bổn tọa khắc khắc khắc! oanh huyết hải lập tức phân hóa hình thành mười mấy xúc tu huyết sắc trảo về phía mọi người tốc độ cực nhanh có mười mấy đệ tử tu vi khá thấp, căn bản ngay cả phản ứng cũng không có, lập tức liền bị xuất thủ bắt đi, thân hình trực tiếp sáp nhập vào trong biển máu, khí tức của huyết tổ phản phất như lại tăng mạnh một tia. Cũng có hơn mười xuất tu chợp về phía Khương Tư Nam, lòng ngưng tuyết cùng với đám người chu thanh, như từng tia chớp, tung hoành đang vào, che khuất bầu trời. Long công Phong lôi kiếm của Khương Tư Nam, bằng phách thần quan kiếm của Long ngưng tuyết đều phóng ra kiếm quan, kiếm khí sông lên trời, hơn nửa lượng lờ lấy lực lượng lôi đình cùng liệt hỏa lập tức chém đoạn những xúc tu kia mà chu thanh cùng hạ u thì bị dọa hoảng sợ may mắn được kim đức chân nhân phóng ra huyền kim kiếm khí chặt đứt huyết sắc xúc tu bảo vệ hai người bọn họ thẳng đến lúc này ngũ đức chân nhân thần sắc vốn lạnh nhạt phản phất như nhớ ra cái gì thần sắc đại biến cái này đây là huyết ma tộc tồn tại kinh khủng cùng tà ác nhất trong ma tộc trên tam tiên đảo tại sao có thể có huyết ma tộc? Khương Tư Nam, lòng ngừng tuyết, là các ngươi. Là các ngươi thả ra huyết ma tộc. Các ngươi là muốn trở thành tội nhân của thiên hạ sao? Kim Đức chân nhân trống to, ánh mắt lộ ra kinh khủng. Đây là huyết ma tộc huyết tổ, là thiên cương đồng tử hiến tế ra, các vị tiền bối ngũ hành thánh tông, hẳn đã quên minh ước vạn năm trước sau. Chỉ cần gặp được huyết ma tộc, nhân tộc cùng yêu tộc chung dết, các vị tiền bối vẫn là trước vết huyết tổ này à khương tư nam cười ha hả nói thoạt nhìn cực kỳ lạnh nhạt sắc mặt kim đức chân nhân đỏ bừng trong ánh mắt lóe ra lửa giận khương tư nam đây là huyết ma tộc các ngươi thả ra dù căn cứ minh ước vạn năm trước chẳng dết huyết ma tộc trước đó ta cũng phải dết tiểu súc sinh ngươi mấy lão thất phu không nên cho mặt mà không biết xấu hổ cũng chớ có trách ta không nhắc nhở ngươi không nói các ngươi có thể giết chúng ta hay không, huyết tổ kia là cường giả viễn siêu vương cảnh, hơn nữa là thiên địch của nhân tộc cùng yêu tộc, hắn thôn phệ huyết nhục càng nhiều, liền càng cường đại, đến cuối cùng coi như là các ngươi, cũng phải chết ở chỗ này. Sắc mặt của Khương Tư Nam phát lạnh, thanh âm lạnh lùng nói. Thân hình của hắn hóa thành một tia chấp kim sắc, kéo ra khoảng cách cùng đám người ngũ hành thánh tông, ở trong thời gian thật ngắn, huyết tổ lại cắn nuốt mười mấy đệ tử ngọc đỉnh môn cùng kim đỉnh môn. Ngũ đức chân nhân thần sắc biến ảo, trên mặt lộ ra thần sắc không cam lòng, nhưng cũng biết chuyện nghiêm trọng, cuối cùng kim đức chân nhân hít sâu một hơi nói. Chư vị sư đệ, huyết ma tộc hiện thế, xem ra vạn năm bình tĩnh sắp bị đánh vỡ, thiên hạ đại loạn, mộc đức sư đệ, thổ đức sư đệ, chúng ta trước giết huyết tổ. Thủy đức sư đệ bảo hộ chu thanh thiếu gia, hỏa đức sư đệ cuốn lấy khương tư nam cùng long ngưng tuyết, đừng cho bọn hắn chạy, chờ chúng ta giải quyết huyết tổ, liền đi bắt bọn hắn năm người đều là trưởng lão tinh nhuệ của ngũ hành thánh tông một khi xác định xuống liền lập tức bắt đầu hành động tam đại thông thiên cảnh ra tay như ba đạo thần hồng thông thiên triệt địa lập tức liền ngăn cản huyết tổ vây quanh huyết tổ bạo phát đại chiến vô cùng kịch liệt hỏa đức chân nhân cũng đánh về phía long ngưng tuyết phóng ra hỏa diễm thần thông sáng chói vây khốn khương tư nam cùng long ngưng tuyết vừa lúc đó từ đằng xa lại bay tới một đám thân ảnh màu đen yêu khí cuồng cuồng, hắc phong trận trận dĩ nhiên là một đám cường giả yêu tộc ngân đỉnh môn môn chủ doãn phong ba đi theo một trung niên tráng hán dáng người khôi ngô mà cao lớn mặc chiến giáp màu đen trung niên tráng hán kia thần sắc lạnh lùng ánh mắt lạnh như băng toàn thân như cương thiết đúc thành một bên khác là thiên xà đại thống lĩnh diện mục hung ác nham hiểm sau lưng là một đám chiến sĩ mặc chiến giáp hắc sắc sát khí sông lên trời cực kỳ đồ sộ minh xà đại tướng quân kia là Âu Dương Ngọc Thụ, Hắc Long Thảo khẳng định chính là hắn trộm. Doãn Phong Ba cách rất xa, liếc mắt liền thấy được Âu Dương Lâm cùng Âu Dương Ngọc Thụ, ánh mắt sáng ngời hét lớn. Trung niên tráng hán kia, cũng chính là Minh xà đại tướng quân không có bất kỳ phản ứng, giờ phút này ánh mắt lóe lên, lập tức liền nhìn thẳng huyết tổ. Dĩ nhiên là huyết ma tộc. Trên tam tiên đảo tại sao có thể có huyết ma tộc? Thiên xà, xuất lĩnh chiến sĩ tộc ta bố trí xuống hắc long lục thiên đại trận theo ta đi chém dết huyết ma minh xà quát một tiếng khí tức vô cùng khủng bố lập tức hào hạo đảng đảng tràn ngập ra âm lãnh mà bạo ngược trong tay xuất hiện một thanh xà mâu màu đen vô cùng sắc bén lóe ra phù văn huyền ảo lập tức nhào về phía huyết tổ thiên xà đại thống lĩnh cũng thấy được huyết tổ cùng huyết hải biến sắc phân phó đám chiến sĩ một tiếng đồng thời triển khai trận thế đi theo sau lưng minh xà xông tới đối với huyết ma tộc vô luận là nhân tộc hay yêu tộc đều vô cùng kiên kỵ có thể nói đã đến tình trạng e ngại vạn năm trước đại chiến thảm thiết cho tới bây giờ để cho người nhớ tới còn cảm giác không rét mà run ở trong ma tộc nếu nói hoàng kim tộc là thần tộc chiến lực thiên phú cường đại nhất như vậy huyết ma tộc là chủng tộc tài dị nhất coi như là ở trong ma tộc cũng rất chán ghét cùng kiên kỵ bọn hắn huyết ma tộc danh như ý nghĩa thiên phú thần thông là huyết mạch thần thông đối với huyết mạch khai phát đạt đến một cực hạn, hiểu được rất nhiều huyết ma thần thông cường đại, huyết ma tộc có thể thôn phệ hết thảy huyết nhục sinh linh, hơn nữa thôn vệ càng nhiều, thực lực bản thân càng cường, hơn nữa không có hậu hoạn, tiến dài hết sức nhanh chóng. Một trẻ nhỏ huyết ma tộc có thể so với nhân tộc Pháp Thiên Cảnh, nếu đặt ở thế giới loài người, theo hắn không ngừng thôn vệ nhân tộc cùng yêu tộc, cuối cùng nhất thực lực càng ngày càng mạnh, thậm chí không người có thể áp chế, đến cuối cùng một biển máu tràn ngập ra, có thể thôn phệ trăm vạn sinh linh. Huyết ma tộc còn có rất nhiều huyết động thần thông, huyết ẩn thần thông dùng để trốn chết, coi như là thần hồn bắn phá cũng phát hiện không được, đủ loại thần thông quỷ dị, khó lòng phòng bị. Hơn nữa huyết ma nhất tộc rất khó bị giết chết, nếu như muốn giết chết bọn hắn nhất định phải ngay cả thần hồn cùng huyết hải cùng một chỗ hủy diệt, nếu không chỉ cần có một giọt máu trốn thoát, bọn hắn cũng có thể không ngừng khôi phục thực lực, đến cuối cùng hoàn toàn khôi phục, thậm chí siêu việt trước kia cho nên minh xà cùng thiên xà hai tướng quân thống lĩnh hắc long phủ vốn là đến tiền ngọc đỉnh môn cùng âu dương ngọc thụ phiền toái nhưng mà giờ phút này chứng kiến huyết ma liền giống như ngũ đức chân nhân đều đồng thời vọt lên đối phó huyết ma chỉ cần phát hiện huyết ma nhất định phải đồng tâm hiệp lực giết huyết ma cái này là ước định của nhân tộc cùng yêu tộc tuy minh xà đại tướng quân cũng là cường giả thông thiên cảnh nhưng rõ ràng cường đại hơn nhiều tăng thêm thiên xà xuất lĩnh mọi người bố trí xuống hắc long lục thiên đại trận xà mâu trong tay bộc phát ra lực công kích rất mạnh khắc khắc nhiều mỹ vị như vậy thật đúng là kinh hỷ a à? huyết tổ phát ra thanh âm quỷ dị làm cho lòng người băng hàng không có chút e ngại nào huyết hải tràn ngập ra huyết quang ống ánh sáng chói lượn lờ huyết vụ nhàn nhạt phản phất như có một loại lực lượng kỳ dị để cho không gian huyết hải bao phủ biến hóa vị trí tất cả đều theo tâm ý của huyết tổ mà biến hóa phiến hư không này đã hoàn toàn bị huyết tổ nắm giữ tuy lực lượng thân thể của hắn căn bản không đạt tới vương thiên cảnh nhưng mà vương giả khống chế hư không huyền ảo cũng ở trong tay hắn thi triển ra bọn người ngũ đức chân nhân minh xà đại tướng quân sau khi chứng kiến huyết tổ đều không hẹn mà cùng tiến lên vây công bọn họ đều biết huyết ma tộc khủng bố hôm nay nếu bị huyết tổ đào tẩu vậy tuyệt đối sẽ tạo thành một trường hạo kiếp âm âm huyết hải ngập trời thần quan sáng chói từng đạo thần hồng xuyên việt thiên địa trật tự thần liên huyền ảo đang vào rừng rực chói mắt bộc phát ra thần uy vô tận đại năng thông thiên cảnh thần thông quảng đại pháp lực vô biên nguyên thần quán thông thiên địa thu nạp chu thiên chi lực tìm hiểu lực lượng thiên địa có thể nói chỉ có đến thông thiên cảnh mới có thể phát huy lực lượng cực hạn của thần thông kim đức chân nhân vung kiếm liền có một huyền kim kiếm khí màu trắng lòe ra hạo hạo đảng đảng xẹt qua thương khung mang theo cực tốc thiết cắt huyết hải minh xà đại tướng quân càng khủng bố trực tiếp rút ra một thanh chiến đao đầu rắn đuôi rồng thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ đao mang rừng rực mà sắc bén mỗi một đao chém ra đều bộc phát lực lượng hủy thiên diệt địa cương phong vô cùng vô tận gào thét đao mang kinh thiên mà lên đánh nát từng đoàn từng đoàn huyết hải các ngươi bọn con sâu cái kiến này nếu không phải bổn tọa chỉ có thể truyền đến một chút lực lượng các ngươi đã sớm chết không có chỗ chôn rồi thanh âm huyết tổ long long vang lên hai con ngươi như huyết nguyệt tản mát ra thần sắc lạnh như băng trên người hắn có huyết quang rừng rực tràn ngập như một mảnh hỏa diễm những công kích kia thời điểm tới gần huyết hải liền quỷ dị dung nhập đến trong biển máu huyết tổ đứng ở trên huyết hải huyết hải lập tức hóa thành thiên hà huyết sắc về phía xa xa trải ra phía dưới mười mấy đệ tử ngọc đỉnh môn bất ngờ không đề phòng lập tức bị cuốn đến trong biển máu vô thanh vô tức tan rã lại để cho khí tức của huyết tổ càng cường đại hơn âu dương lâm nam tầm thiết còn có doãn phong ba để cho đệ tử ba đại tông môn toàn bộ triệt thoái phía sau trăm dặm không phải ở lại chỗ này nếu không liền là lương thực của huyết tổ này một thanh âm già nua bỗng nhiên ở trên hư không vang lên sau một khắc một lão giả râu tóc bạc trắng từ trên hư không rơi xuống đỉnh thiên lập địa khí tức vô cùng cường đại trong ánh mắt lóe ra thần sắc ngưng trọng lão tổ là lão tổ đến Kính xin lão tổ lộ ra thần thông, diệt huyết tổ này. Đệ tử ba đại tông môn lập tức liền thấy được lão giả kia, nhận ra đúng là Tam Tiên lão tổ của Tam Tiên Đảo, cũng là cao thủ lợi hại nhất của ba đại tông môn, giờ phút này hiện thân rồi. Thông Thiên Luân, Cửu Dương Phong Thiên đại trận mở. Lão giả kia khuôn mặt nghiêm túc, từ trong mi tâm hắn bay ra một bánh xe ánh vàng rực rỡ, phù văn tươi đẹp, bảo quang ống ánh, tản mát ra chấn động vô cùng cường đại, lập tức lóe lên biến mất ở trong hư không, sau đó ầm vang nổ mạnh, toàn bộ tam tiên đảo bay lên một màn sáng thông thiên, ánh lửa ống ánh, phong tuyệt thiên địa, dĩ nhiên là một đại trận phòng ngự. Mấy vị đạo hữu, yêu nghiệt huyết ma tộc này quyết không thể buông tha, nếu không chắc chắn làm loạn toàn bộ chân cương giới. Ta đã khởi động phòng ngự đại trận của tam tiên đảo, cửu dương phong thiên đại trận, chính là một linh trận bán vương phẩm, dưới vương thiên cảnh tuyệt đối không cách nào đào thoát. Hôm nay nhất định phải lưu hắn lại. Tam tiên lão tổ nhìn ngũ đức chân nhân, Minh xà đại tướng quân hô lớn một tiếng, sau đó nhìn môn chủ của ba đại tông môn nói: ba người các ngươi đuổi tất cả đệ tử ra xa, theo ta cùng một chỗ tru sát huyết ma. Âm âm. Tam tiên lão tổ vung tay áo lên, cương phong đột khởi, trong tay áo một thanh cổ kiếm bay ra, sáng chói như mặt trời, tử khí tung hoành ba nghìn trượng, chém về phía huyết tổ. Một ngọn núi nhỏ âm âm nổ tung, bụi mù cuồn cuồng, cuồng nhưng mà trên mặt huyết tổ chỉ lộ ra một tia thần sắc khinh thường một bàn tay huyết sắc vỗ tới cổ kiếm long công minh hào quang sáng chói nổ tung tam tiên lão tổ bị một đạo cự lực quét trúng đột nhiên thối lui giờ phút này ngũ đức chân nhân minh xà đại tướng quân dẫn đầu cường giả hắc long phủ tam tiên lão tổ còn có môn chủ ba đại tông môn khoảng chừng mười đại năng thông thiên cảnh bắt đầu vây quanh huyết tổ tiến hành tuyệt sát nhưng mà huyết tổ không sợ đứng thẳng ở trong biển máu phản phất như dựng ở thế bất bại, không ngừng thu hoạch tánh mạng đệ tử của ba đại tông môn phía dưới, khí tức càng ngày càng mạnh, để cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến, công kích cũng càng ngày càng sắc bén. Hỏa Đức Chân Nhân vẫn công dết về phía Long Ngưng Tuyết cùng Khương Tư Nam, muốn cuốn lấy bọn chúng, không cho hai người bọn họ đào tẩu. Sư tỷ, cơ hội tốt, chúng ta nhanh ly khai nơi đây. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, truyền âm cho Long Ngưng Tuyết, hai người nhìn nhau nhẹ gật đầu, thân hình đột nhiên phóng ra pháp lực vô cùng cường đại. Long ngưng tuyết một kiếm đẩy ra hỏa đức chân nhân công kích, sau đó cùng Khương Tư Nam cực tốc bay đi. Không tốt. Khương Tư Nam cùng Long ngưng tuyết muốn chạy trốn. Các vị tiền bối, huyết ma này chính là bọn họ thả ra, hai người bọn họ là đầu sỏ gây nên, nhất định không thể để cho bọn hắn ly khai. Chu Thanh chứng kiến Khương Tư Nam muốn chạy trốn, lập tức kêu lớn lên. Giờ phút này ánh mắt của Âu Dương Lâm cũng lóe lên, đối với tam tiên lão tổ nói. Lão tổ, là tiểu tử này để cho huyết ma thoát khốn, nhất định không thể để cho hắn ly khai tam tiên đảo. Giờ phút này Khương Tư Nam thầm nghĩ không ổn, vội vàng thúc giục Long Hoàng nói. Long Hoàng, mau mở ra hư không chi môn. Ông, Long Hoàng thi triển thần thông, trong hư không hào quang sáng chói, lập tức liền xuất hiện một quan môn kim sắc, có cảnh tượng phi tiên kỳ dị, phù văn thoáng hiện, thông hướng một thế giới không biết. Khương Tư Nam đại hỉ, lôi kéo Long Ngưng Tuyết muốn đi vào quan môn. Muốn đi. Sắc mặt Tam Tiên lão tổ phát lạnh, nghe được là Khương Tư Nam thả huyết ma ra, chẳng những gây thành họa lớn, còn để cho Tam Tiên đảo cơ hồ hủy diệt, trong lòng của hắn tự nhiên giận dữ, giờ phút này trong tay một đạo linh quang lập lòe, hư không phản phất như rung động. Ông trong nội tâm Khương Tư Nam bỗng nhiên cảm thấy một cổ nguy cơ rất trí mạng, đột nhiên dời đến bên cạnh, ở bên cạnh hắn thông thiên luân từ trong hư không thoáng hiện, tản ra không gian chấn động thần bí, nhẹ nhàng chấn đản, Long Hoàng biến ảo không gian chi môn liền trực tiếp nổ tung. "Tiểu tử, không tốt. Tam Tiên đảo này bị bán linh trận vương phẩm, Cửu Dương Phong Thiên đại trận bao phủ, mà thông thiên luân kia là mắt trận, có thể mở ra cùng che đậy không gian, ta căn bản không cách nào mở hư không thông đạo ổn định, phiền toái rồi." Long Hoàng có chút lo lắng truyền ra. Hôm nay tuy hắn khôi phục một ít lực lượng, nhưng mà dù sao chỉ là thân thể thần hồn, có thể phát huy ra lực lượng chỉ là thông thiên cảnh. Mà ở trong đó có hơn 10 đại năng thông thiên cảnh, đều thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, long hoàng ở chỗ này cũng căn bản không đủ xem, huống chi bán linh trận vương phẩm, cũng căn bản không phải Khương Tư Nam có thể phá. Âu Dương Lâm, Nam Tầm Thiết, Doãn Phong Ba, ba người các ngươi bắt lấy hai người kia cho ta, chờ chúng ta diệt huyết ma lại nói sau. Tam tiên lão tổ lạnh giọng nói, môn chủ ba đại tông môn tất cả đều lên tiếng đáp, đồng thời lao về phía Khương Tư Nam. Giờ phút này tâm Khương Tư Nam chậm rãi trầm xuống, trong ánh mắt lộ ra một tia quyết tuyệt, đã đến tình hình như vậy, chỉ có tự chiến mà thôi. Âu Dương Lâm, Nam Tầm Thiết, Doãn Phong Ba tăng thêm hỏa đức chân nhân, tứ đại thông thiên cảnh, từ bốn phương tám hướng sông tới, trên mặt đều mang theo sát ý lạnh lùng. Khương Tư Nam, ta nhìn ngươi lần này còn không chết thanh âm chu thanh lạnh lùng nói trong ánh mắt lộ ra oán hận long công băng phách thần quang kiếm ra khỏi vỏ thần quang chiếu rọi hư không long ngưng tuyết tay áo bồng bềnh cầm kiếm mà đứng chắn trước người khương tư nam bóng lưng giai nhân giờ phút này thoạt nhìn lại kiên định như thế sư đệ nếu như bọn hắn muốn thương tổn ngươi trước hết theo thi thể của ta vượt qua đã long ngưng tuyết không quay đầu trong thanh âm lại mang theo một loại quyết tuyệt nói không nên lời tứ đại thông thiên cảnh, coi như là Long Ngưng Tuyết cũng không có bất kỳ nắm chắc, nhưng mà nàng vẫn đứng ra. Sư tỷ, ánh mắt của Khương Tư Nam nóng lên, lập tức có chút nói không ra lời. Long Ngưng Tuyết, ngươi tránh ra. Để nhất điện hạ cũng không hy vọng ngươi bị thương, thúc thủ chịu trói, miễn cho ta lạc thủ tồi hoa. Hỏa Đức chân nhân là một bàn tử vừa thấp vừa đen, không có một chút cảm giác tiên phong đạo cốt, trên mặt dần hiện ra một tia tàn nhẫn thần sắc long ngưng tuyết lạnh nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh nói. Đế nhất, phản đồ bán đứng tông môn, hắn tính toán cái gì? Ta chỉ là không nghĩ đến, thầy trò bọn hắn thật không ngờ hiển nhiên cấu kết ngũ hành thánh tông, hôm nay các ngươi muốn bắt Khương Sư Đệ, vậy trước tiên đạp qua thi thể của ta đi. Thanh âm của nàng vừa dứt, sau một khắc lập tức liền xuất thủ. Băng phách thần quan kiếm lam quan ống ánh, kiếm quan sông lên trời, như một thần long, hạo hạo đảng đảng, kiếm khí tung hoành, một kiếm liền đồng thời bao phủ bốn người. Oanh! Thái thượng vong tình đạo lập tức phát động, ánh mắt long ngưng tuyết lạnh lùng, như chân tiên trên bầu trời quan sát nhân gian, không mang theo một tia chấn động, kiếm quan lăng lệ ác liệt, tốc độ lại cực nhanh, mắt thường cũng không thể bắt tốc độ của nàng. Cùng vọng! Muốn chết! Hỏa đức chân nhân cùng môn chủ ba đại tông môn đều biến sắc, không hẹn mà cùng quát lạnh một tiếng, cũng xuất thủ. Ở bọn hắn xem ra, Long Ngưng Tuyết coi như là chân truyền đệ tử của Đại La Thiên Tông, nhưng bất quá là anh thiên cảnh, vậy mà vọng tưởng lấy một địch bốn, quả thực là muốn chết. Oanh! Thần quan tung hoành, bốn thân ảnh khí tức ngập trời đạp ở trong hư không, từ bốn phương tám hướng đánh về phía Long Ngưng Tuyết. Trên đỉnh đầu hỏa đức chân nhân hiện ra một hỏa diễm trường hà, phản phất như từ trong hư không chảy xuôi, tay áo hắn vung lên thì có hỏa diễm vô tận mãnh liệt, hóa thành thần quan nóng bỏng, bao phủ về phía lông ngưng tuyết. Ngọn lửa này là hắn cô động nguyên thần, vô cùng cường đại, có thể phát huy thần thông hỏa thuộc tính đến mức tận cùng, cùng bản thân hắn cực kỳ phù hợp. Hơn nữa, ở trong hỏa diễm trường hà kia, đồng thời có một lò đan, quay tròn bay lên, cái nắp lò đan mở ra, lập tức hỏa diễm vô tận hóa thành cự lông, gầm thét vọt tới. Long công Kiếm quan rực rỡ tươi đẹp, thần kiếm ở trong hư không chia rẽ, thấy không rõ bóng dáng, trường kiếm của long ngưng tuyết chém rụng lập tức liền chém hỏa diễm cự long thành phấn vụn sau đó cùng lò đang đụng vào nhau phát ra một hồi kim thiết giao kích hỏa tinh bắn ra bốn phía đồng thời nàng mượn lực phản chấn thân hình cấp tốc lui về phía sau một kiếm quay đầu chém về phía âu dương lâm một kiếm này dịu đến đỉnh phong sau một khắc đã đến cổ của âu dương lâm để cho thần sắc hắn đại biến âm âm âu dương lâm không cần suy nghĩ trên người thần quan vô tận lập lòe một đạo trường kiếm sáng chói lập tức chắn ở trước người, sau đó thân hình khẽ đảo, hiểm hiểm ở dưới băng phách thần quan kiếm lướt qua, một sợi tóc bị chém rụng. Đường đường đại năng thông thiên cảnh, vậy mà thiếu chút nữa bị long ngưng tuyết một kiếm trảm đầu, để cho hắn vừa sợ vừa giận, lập tức liền cùng bảo. Tiểu tiện nhân, nạp mạng đi. Âu Dương Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, trên đỉnh đầu hiện ra một thanh kiếm quan màu ngà sữa, ở trong thần quan chìm nổi, ống ánh lập lòe, tản ra mũi nhọn vô tận, đây là nguyên thần kiếm hình của hắn, có lực công kích vô tận. Mà cùng lúc đó, trên đỉnh đầu Nam Tầm Thiết cùng Doãn Phong Ba, cũng đồng loạt hiện ra một thanh kiếm hình nguyên thần, khí tức trên thân lập tức tăng vọt. Tứ đại thông thiên cảnh, đồng thời phóng ra nguyên thần lực, để cho Long ngưng tuyết lập tức lâm vào hiểm cảnh. Đại năng thông thiên cảnh có thể thi triển ra đủ loại thủ đoạn thần diệu khó lường, mỗi kích đều có thể khai sơn liệt hải, uy năng ngập trời, nếu không phải Long Ngưng Tuyết tu luyện thần thông đỉnh cấp, lại đạt đến tình trạng sâu đậm, nếu không căn bản không cách nào cùng bọn họ chống lại. Phốc. Long Ngưng Tuyết chặn lọ đan của Hỏa Đức chân nhân, nhưng mà sau lưng một đạo kiếm quang bay qua, trên lưng của nàng liền xuất hiện một vết máu, thoạt nhìn thấy mà giật mình. Âu Dương Lâm một chiêu đắc thủ, sắc mặt lập tức càng thêm dữ tợn, lấn thân thẳng lên, chuẩn bị ở trên người Long Ngưng Tuyết lưu lại mấy lỗ máu. Sư tỷ cẩn thận, Khương Tư Nam gào thét một tiếng, ánh mắt phản phất như muốn phun như lửa, giờ phút này hắn càng thống hận thực lực của mình quá yếu, tinh thần của hắn chìm vào trong hồng mông tạo hóa tháp, thanh âm lạnh lùng nói. Long hoàng tiền bối, cổ thân thể này của ta giao cho ngươi, bất kể như thế nào, cũng phải giết mấy tên khốn kiếp kia. Long hoàng thở dài một hơi nói. Kỳ thật ta chuẩn bị lưu lại một chút ít lực lượng, đến lúc đó liều mạng bản nguyên bị hao tổn, cưỡng ép mở ra một đạo hư không thông đạo mang ngươi rời khỏi nơi này bất quá không thể chiếu cố sư tỷ của ngươi ngươi thật xác định muốn ta ra tay ta sợ sẽ bị những người kia nhìn ra dị thường của ngươi khương tư nam thanh âm lạnh lùng nói ra tay đi ta không thể trơ mắt nhìn long sư tỷ vì ta đẫm máu mà chiến ta là nam nhân không phải rùa đen rút đầu cho dù chết ta cũng muốn kéo hai cái đệm lưng long hoàng nhẹ gật đầu nói khẽ Vậy được rồi, bất quá vì dùng phòng ngừa vạn nhất, ta vẫn không ra tay, ta có thể cho ngươi mượn lực lượng của ta, cho ngươi trong thời gian ngắn đạt tới anh thiên cảnh cực hạn, có lẽ có thể ra tay chiến một trận, bất quá nếu như thân hãm hiểm cảnh, ta sẽ cưỡng ép mang ngươi ly khai. Tốt! Khương Tư Nam gật đầu nói, vừa lúc đó, một đạo lực lượng mênh mông vô tận lập tức dũng mãnh tràn vào trong thân thể hắn, cùng thần hồn, huyệt khiếu, huyết nhục, kinh mạch của hắn tương hợp, tản mát ra một cổ uy nghiêm cùng khí tức thần bí sau đó cảnh giới của hắn lập tức đột phá đến anh thiên cảnh sau đó là sơ kỳ trung kỳ mãi cho đến anh thiên cảnh viên mãn mới chậm rãi ngừng lại cái này là lực lượng của anh thiên cảnh sao vậy thì chiến a khương tư nam như một chân lông lập tức bay lên trời phong lôi kiếm cùng thái sơ kiếm xuất hiện ở trong tay sông kiếm đang vào kim quan mênh mông tung hoành hắn từ trên hư không đột nhiên chém rụng nhằm thẳng về phía Âu Dương Lâm muốn đánh lén Long Ngưng Tuyết. Âm âm. Trong nội tâm Âu Dương Lâm lộ ra một tia cảnh giác, lập tức biến sắc, một kiếm vốn là đâm về Long Ngưng Tuyết đột nhiên nhanh quay ngược trở lại, ngăn cản Khương Tư Nam. Song kiếm đang vào, thần quan tung hoành tứ phương, Nhất lên một hồi cuồng phong kịch liệt, ngọn núi chung quanh đều ông ông rung rẩy, cả vùng đất để lại hai vết kiếm giao thoa, mà thân hình Âu Dương Lâm thì trực tiếp bị quảng xa. Hết chương 500 cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha